Hello, chào các bác nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em Sapa Ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đấy, đây là các cái số hotline của bên em đây. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái mẫu đồng hồ Rolex nhé. Đồng hồ Rolex thì đợt này bên shop về nó sẽ có hai mẫu mặt, một là mẫu mặt đen và hai là mẫu mặt vàng. Đấy. Đây, một mẫu mặt đen và mẫu mặt vàng như này. Giá thì chỉ có 300 cành cho một cái con đồng hồ này thôi. Đấy, 300.000 thôi các bác nhé. Giá cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn. Đây, mẫu đồng hồ của thương hiệu Rolex này. Đồng hồ này thì 100% là chạy bằng pin hết các bác nhá. Chạy bằng pin hết đây các bác này. Đấy, chạy pin mà có lịch liếc đàng hoàng nhá, có lịch liếc đàng hoàng, chạy bằng pin. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Hết pin thì mình ra cửa hàng mình thay pin cho em, nó cũng rất đơn giản thôi. Đấy, không có cái gì phức tạp cả. Đây, các bác này. Đấy, đây. Hai con nhá, một con mặt đen và một con mặt vàng nhá. Các bác có thể mua cả đôi về để mình dùng dần, hoặc là các bác có thể tùy theo cái nhu cầu, mục đích và mong muốn của mình có thể dùng một trong hai con này. Đấy, nó sẽ là đồng hồ Rolex. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 300.000 trong con đồng hồ Rolex như này. Đấy, chỉ có 300.000 thôi. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đấy. 300.000 trong con đồng hồ Rolex như này nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Rolex, giá sẽ là 300k nhá. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Rolex này, đồng hồ Rolex. Rolex giá sẽ là 300k. 300k bao ship tận nhà cho bác luôn nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã đồng hồ, đó là đồng hồ Longines nhá. Đấy, Longines thì bên shop cũng về nó có hai mẫu, mẫu mặt đen và mặt trắng này. Đấy, mặt đen và mặt trắng. Longines thì sẽ là 250.000. 250.000 cho cái mã đồng, còn cái mã còn cái nào mang nốt ở đây cho. Đấy, mẫu đồng hồ Longines này. Đấy. 250.000 nhá, 250.000 cho mẫu đồng hồ Longines như này. Nó sẽ có cho các bác là mặt đen và mặt trắng này các bác nhá. Đấy, mặt đen mặt trắng như này. Đấy, nó sẽ có hai mẫu thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Đấy, mặt đen và mặt trắng như này. Con này thì sẽ là 250.000, đồng hồ Longines của Nhật các bác này. Đấy, Longines của Nhật. Đây. Đấy, đồng hồ Longines đây. Thương hiệu Longines các bác này. Đó, Longines đây. Rất chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó, Longines đi các bác này. Một. Đấy. Rất chất lượng cho bác luôn, cái giá thì cực kỳ là tốt rồi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Longines nhá. Đồng hồ Longines. Đấy. Cái con mặt đen này thì có kim dây này, còn cái con mặt trắng này là không có kim dây nhá. Đấy, không có kim dây đâu. Đó, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy thôi. Đó. Đây. Đấy. Giá thì chỉ có 250.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Longines nhá. Đồng hồ Longines. Giá sẽ là 250.000. Đó, 250.000 cho một em đồng hồ Longines như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Longines này. Đấy. Longines giá sẽ là 250k. 250.000 cho con đồng hồ Longines. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con cốc gạt tàn các bác nhá. Đấy, cốc gạt tàn đây. Con này các bác chuyên dùng để gạt tàn thuốc cho em, rất là đẹp luôn. Đó, chuyên dùng để gạt tàn thuốc thì con này chấm hết luôn. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi nhá. Giá rất là ưu đãi cho các bác luôn. Một cái con gạt tàn thuốc như này, giá chỉ có cho các bác là 190.000 thôi. 190.000 nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là cốc gạt tàn nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là cốc gạt tàn nhá. Con này sẽ là 190.000, chất liệu của nó thì bằng hợp kim mạ đồng nhá. Đấy, hợp kim mạ đồng. Cực kỳ dày dẫn chắc chắn và đẹp cho các bác luôn. Đó. Đây, hợp kim mạ đồng nhá. Đường nét các thứ rất là đẹp luôn, sắc nét. Giá thì chỉ có 190k thôi. Lên cho em là cốc gạt tàn nhá. 190k cho em cốc gạt tàn như này. 190.000 các bác nhá. 190.000 em cốc gạt tàn như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bình trà to nhá. Đấy, các bác lên cho em là bình trà 4 lạng này. Đấy, bình trà đồng 4 lạng này. Đấy. Chất liệu của nó thì bằng hợp kim mạ đồng nhá. Cực kỳ dày dẫn chắc chắn các bác luôn. Đó, rất dày dẫn chắc chắn nhá. Bằng hợp kim mạ đồng rất đẹp cho các bác luôn. Sáng bóng đẹp. Đấy. Giá thì sẽ là 290.000 nhá. 290k. Đấy, lên cho em là bình trà đồng 4 lạng này. Bình trà 4 lạng. Đấy, bình trà đồng 4 lạng giá sẽ là 290k và bao ship tại nhà cho các bác luôn. Con này thì nó sẽ là bằng hợp kim mạ đồng, có tới khoảng 20% đồng ở đây. Thì các bác yên tâm sử dụng, bao bền bao đẹp, giữ màu cho các bác luôn. Đấy, tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thuốc chuyên trị viêm xoang, viêm mũi nhá. Đấy. Viêm xoang, viêm mũi rồi dị ứng rồi kích ứng mũi các thứ, các bác dùng con này cho em rất là tiện. Con này bên shop bán rất là nhiều rồi. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Chuyên xoang mũi, đau mũi, dị ứng, kích ứng mũi. Đấy, các bác chỉ cần là mở nắp cho em này, sau đó thì mình xịt vào cái xoang mũi của mình này. Đấy, nó sẽ là dòng xương mảnh như này, các bác cứ xịt vào. Đấy, giúp cho các bác là rất là tốt luôn.
Đấy, các bác xịt thẳng lên khoang mũi của mình. Đấy, rất là tiện, giúp cho các bác là chống viêm mũi, đau mũi, dị ứng, kích ứng mũi. Bác nào bị lâu năm, bị bệnh xoang, bị viêm mũi lâu năm thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, chỉ từ 1 đến 2 lọ là mình sẽ khỏi cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là xịt xoang mũi nhá, xịt xoang mũi này. Đó, xịt xoang mũi, giá thì sẽ là 45k nhá, 45k cho một chai xịt xoang mũi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác hai cái sản phẩm kéo bếp này. Đấy, kéo bếp thì đây nó sẽ là cái con kéo bếp vàng. Con này thì chỉ có 35.000 thôi, 35.000 nhá. Đấy, 35.000 cho con kéo bếp vàng như này. Hàng nội địa của Nhật nhá. Đây, Japan con này, thép SK5 này, kéo bếp vàng, hàng nội địa của Nhật. Con này thì giá của nó sẽ là 35.000 cho con kéo bếp vàng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con kéo cao cấp hơn một chút, đó là kéo khui bia nhá. Đấy, con này thì các bác lên xem là kéo khui bia. Con này thì sẽ là 75.000 cho một con kéo khui bia như này các bác này, 75.000 đây. Đấy, Japan này, thép SK5 này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có phần khuyết để các bác cắt gà, cắt cá này. Tiếp theo là cái phần này để các bác khui bia này. Đấy, khui bia mở nắp chai này, rồi kẹp cua ghẹ này. Đây, kẹp cua ghẹ đây, mở nắp chai ở đây. Rất là tiện luôn. Con này thì đa di năng luôn nhá, dùng rất là tiện ích luôn và kéo cực kỳ là sắc bén luôn nhá. Rất là bén luôn con này. Đấy, rất bén luôn. Đó, kéo rất bén nhá. Cắt gà, cắt cá này, làm vảy cá này. Đây có cái phần răng cưa này các bác, đánh vảy cá rất là ngon luôn nhá. Đánh vảy cá mở nắp chai to dày dẫn chắc chắn này. To dày dẫn chắc chắn gấp đôi luôn. Con này thì các bác lên cho em là kéo bếp vàng giá 35.000 nhá. Còn con này các bác lên mã giúp cho em đó là kéo khui bia, giá sẽ là 75.000 cho con kéo khui bia như này nhá. 75.000 cho con kéo khui bia như này. Đấy, thì rất là tiện ích, các bác muốn dùng con nào thì dùng. Đấy, tiền nào thì của đấy thôi. Nếu muốn dùng nặng hơn thì mình dùng cái con to, con khui bia, còn dùng nhẹ nhàng bắt ở bếp thì dùng con bé cho em. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn cầm tay nhá. Con này sẽ là 100.000 ông nội à. 100.000 cho con đèn cầm tay này các bác này. Đấy, ở đây nó sẽ là có một đèn như này. Tiếp theo là hai đèn bên hông và một đèn pha dọi này. Đèn pha này cũng rất là dọi luôn, điểm sáng của nó rất là lớn nhá. Và có cả cổng sạc vào sạc ra và có cả tấm pin năng lượng mặt trời luôn. Đây, có một tấm pin năng lượng mặt trời này. Đấy, có cả cổng sạc vào sạc ra đây. Đấy, rất là tiện ích luôn các bác nhá. Đây, các bác chỉ cần mở cái nắp ra cho em này. Đấy, cổng sạc vào sạc ra này, có báo pin cho các bác luôn này. Đó, rất tiện ích luôn. Đây. Đấy, cầm tay rất là tiện nhá. Đấy, hoặc các bác có thể để trực tiếp dưới đất này, dưới nền này để mình ăn cơm ăn nước nhá, rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. 100k cho cái đèn cầm tay như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn cầm tay. Đấy, đèn cầm tay này. Đèn cầm tay giá của nó sẽ là 100k cho một em nhá. 100.000 cho em đèn cầm tay như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bóng tròn nhá. Bóng tròn đây. Giá sẽ là 80.000. Đây nó sẽ là một cái con bóng tròn có tích điện, có điều khiển cho các bác luôn. Có tích điện, có điều khiển nhá. Công suất mặc định của nhà máy là 120W này. Rất sáng luôn nhá. Và có tấm pin năng lượng mặt trời. Các bác cứ treo ở ngoài này thôi. Treo ngoài sáng này. Lúc nào các bác bật thì dùng điều khiển cho em, có chế độ hẹn giờ này. Đấy, hẹn giờ on off đầy đủ cho bác luôn, hoặc auto này. Auto là tự động nhá. Đấy, thì ban ngày thì nó sẽ tự tắt và ban đêm nó sẽ tự sáng nhá. Có chế độ cảnh báo SOS các thứ đàng hoàng. Cái này các bác dùng để treo lên trước cửa mình hoặc là khi mình ăn cơm ăn nước mình treo lên nó rất là tiện. Đấy. Nói chung là con này thì sử dụng là tính ứng dụng của nó rất là cao. Và cái giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 80k cho cái con bóng tròn như này thôi. Lên mã cho em là bóng tròn 80.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác một con đèn hộp nhôm nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn hộp nhôm. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho một cái đèn hộp nhôm như này. Đấy, đèn hộp nhôm 100.000 đựng trong cái hộp như này. Có dây sạc, dây đeo cho các bác để tránh rơi này, có nam châm hít này. Đấy, rồi có cả bật lửa cho các bác luôn, có bật lửa nhá. Đầu tiên là chức năng là đèn này. Đấy, đèn thì siêu sáng rồi. Đấy, con này thì đèn thì rất là sáng các bạn. Sáng chói chang luôn. Đấy, con này. Đấy, rất sáng nhá. Có chế độ ánh sáng trắng, sáng vàng rồi nhấp nháy cảnh báo, các bác có thể dùng để mình đi ô tô này. Đấy, đi các cái phương tiện thì mình dùng nó rất là tiện luôn. Đó. Ví dụ đi ô tô mà mình cần phải xe nó có vấn đề trục trặc, các bác cần cảnh báo, các bác treo cái này lên hoặc để lên chốc nóc ô tô nhá. Đấy, lúc mình dừng đỗ mình để lên cho em. Rất là tiện luôn. Đó, hoặc đi xe máy miếc, có nam châm hít nhá. Và có bật lửa luôn, các bác giữ lì cái này cho em là cái bật lửa nó sẽ lên này. Đấy, đèn lên là bật lửa lên này. Đấy, lửa cháy đỏ lừ các bác này. Đấy. Và giữ lì cho em là nó lại tắt nhá. Giữ lì cho em là nó tắt này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 100k thôi. Có quai đeo, có thứ đàng hoàng, đầy đủ các cái phụ kiện cho các bác đi kèm luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn hộp nhôm nhá. Đèn hộp nhôm. Đấy, đèn hộp nhôm giá sẽ là 100 cành. 100 cành cho con đèn hộp nhôm như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ T8 nhá, 170.000 cho em đồng hồ T8 như này.
Dây của nó thì bằng dây da rất xịn sò luôn, có một đế sạc và một con đồng hồ. Con này khung xương của nó là bằng hợp kim hết nhá, khung xương bằng hợp kim hết. Về nhà các bác sạc thì đặt nó vào cái đốc sạc này cho em này. Đấy, đặt kết nối vào đốc sạc này cho em này. Đấy, sau đó thì mình cắm vào củ sạc điện thoại là xong. Con này thì có chức năng là đo nhịp tim, đo huyết áp, rồi đo bước chạy, rồi nói chung là đa di năng luôn. Đấy, về nhà thì các bác bật nguồn lên cho em. Nếu mà bật nguồn mà không lên thì nó đang hết pin. Hàng vận chuyển từ nước ngoài về thì nó hay hết pin lắm. Thì các bác về các bác sạc pin cho em nhé. Đấy, nhưng con này lại hết pin rồi. Về nhà các bác sạc pin vào cho em là xong. Đó, và mình dùng thôi. Con này thì bên em bảo hành lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày, cho nên là các bác yên tâm sử dụng. Đấy, có lỗi làm gì các bác cứ gửi về bên em sẽ chịu trách nhiệm đổi mới cho các bác yên tâm. Đây mã em là đồng hồ T8 nhá. Đồng hồ T8 này, giá sẽ là 170.000 nhá. 170.000 thôi. Cho con đồng hồ T8 như này. Dòng này của nó thì nó hay bị hết pin đấy, nó hết pin mất rồi. Thì về nhà các bác sử dụng thì các bác sạc pin vào cho em thôi. Đó. Con này thì nó sẽ là một cái dòng rất là đa di năng luôn. Đấy, rất là đa di năng, tiện dụng cho các bác sử dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình, nó rất là tiện các bạn. Đấy. Giá thì rất hợp lý nhá. Đấy, đa số là hết pin hết rồi thì về nhà các bác sạc pin vào cho em là ok thôi. Đồng hồ T8. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái băng gâu nhá. Các bác lên cho em là băng gâu, một bịch này 100 cái luôn. Giá chỉ có 20.000 thôi. 20.000 cho một bịch 100 cái như này, to nhỏ lớn bé mẹ con. Đấy, con này thì dùng nó rất là tiện các bạn. Đấy, tay to, tay nhỏ, tay lớn, tay bé, có cả hình tròn nhất cho các bác luôn. Về nhà các bác chỉ cần bóc con này cho em này. Bóc ra này, sau đó thì các bác đấy, các bác đặt cái miếng băng gâu này vào. Đấy, nó sẽ có miếng dán đây. Đấy, cái này nó cái độ bám dính của nó rất là tốt nhá. Độ bám dính của nó rất là tốt này. Đấy, các bác chỉ cần đặt vào này cho em là xong này. Đấy, đặt vào này cho em là xong. Đó. Lên mã giúp cho em là băng gâu nhá. Bên em bán theo combo cả hộp này luôn. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 100 chiếc nhá. 100 chiếc luôn. Mua một lần dùng cả đời luôn các bác nhá. Khỏi phải lăn tăn. Đấy, quấn rất là ngon luôn nhá. Đó, bám dính rất là tốt, rửa nước thoải mái luôn. Lên cho em là băng gâu nhá. Đấy, băng gâu giá sẽ là 20k thôi. 20k trên một hộp như này. 20.000 cho một hộp băng gâu này, rất tiện luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái hút dung dịch các bác nhá, hút dung dịch. Đấy, hay còn gọi là vòi bơm đấy. Đấy, hút dung dịch nhá. Con này thì giá sẽ là 30k nhá. 30k cho một cái bộ hút dung dịch này, bao gồm một đầu vòi này, một dây này và hai cái đai như này để cho các bác sử dụng nhá. Giá thì chỉ có 30.000 thôi. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Mang đây. Đây các bác này. Đấy thì con này các bác dùng cái tính ứng dụng của nó rất là cao luôn. Đấy. Bơm hút rượu này, xăng, dầu rồi chất lỏng các thứ rất là ok nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 30.000 cho một cái bộ hút này thôi. Thì nó rất là tiện để cho các bác sử dụng sử dụng lâu dài. Đấy, sử dụng lâu dài mình bơm hút thôi, để đấy để bỏ ra đấy. Đấy, rất là tiện cho các bác luôn. 30.000 nhá, 30.000 cho cái bộ này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hút bụi, máy hút bụi chạy bằng pin nhá, hút bụi chạy bằng pin này các bạn. Đấy, con này chạy cực kỳ là khỏe luôn. Hàng của thương hiệu Tamasio Made in Japan con này. Đấy. Con này hút cực kỳ là khỏe luôn nhá. Ở đây thì nó sẽ có là cả hút cả thổi luôn. Các bác ứng dụng như này thì trực tiếp như này nó sẽ là hàng để hút này. Đấy, để hút con này. Hút rất là mạnh luôn. Còn thổi thì các bác chỉ cần là lắp cái đít này vào đây cho em này. Lắp cái đít vào đây thì nó sẽ là thành thổi này. Đấy, thổi nhá. Đấy. Đây các bác này, đây thổi, nó thổi hơi các bác này. Đấy. Thổi hơi đây các bác này. Đấy, thấy không? Đó, thấy không? Nó thổi hơi rất là khỏe luôn. Thì các bác có thể dùng để mình bơm phao, bơm bóng rồi đa di năng được luôn các bác này. Đấy. Thổi rất là khỏe nhá, rất đầy hơi. Đấy các bác thấy không? Rất đầy hơi luôn. Đó. Hút rất là mạnh nhá. Đấy, đây các bác này. Để em thử hút cái điện thoại này xem. Đấy, hút rất là mạnh luôn các bác này. Đấy, đây. Những cái biển này là hút hút một luôn các bác này. Đấy, đây các bác này. Đấy, thấy chưa? Đó. Hút rất là mạnh nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 100 mấy nhỉ? Hút bụi pin. Các bác lên mã cho em là hút bụi pin nhá. Đấy, hút bụi pin này. Hút bụi chạy bằng pin, giá sẽ là 170k nhá. 170.000 cho con hút bụi chạy bằng pin như này. Con này thì tính ứng dụng rất là cao và các bác dùng nó cũng rất là tiện ích luôn. 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đèn hai đầu nhá. Con này thì sẽ là 260.000, cũng bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Sản phẩm khi các bác nhận được hàng sẽ bao gồm cho các bác là một cái cáp sạc và một đèn như này, một cáp sạc một đèn như này. Đấy, hàng thì nó sẽ là hàng made in Japan này. Made in Japan. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu như này. Đấy, cái pha này là sẽ là đèn pha gần nhá. Tiếp theo là đến SOS cảnh báo này. Tiếp theo là đến một cái đèn
Đây bên này thì nó sẽ có cho các bác là một cái đèn pha rọi này, một cái đèn pha rọi. Đấy, pha rọi thì con này rất là rọi luôn này các bác. Đấy, pha của nó rất là khủng luôn. Ban ngày mà như này là các bác biết rồi. Rọi xa của nó thì từ 800 đến 1200 mét, các bác dùng cực kỳ là đã luôn. Con này thì em đã có rất là nhiều video quay test thực tế rồi, và một con đèn led bên hông này nữa nhá. Đó, để các bác sử dụng này. Hai đầu nhá, hai đầu và bằng cao su, chống va đập rất là tốt luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con đèn hai đầu như này. Giá của nó sẽ là một một sản phẩm như này sẽ là 260k nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đèn hai đầu nhá, đèn hai đầu. Giá sẽ là 260k cho con đèn hai đầu như này, bao ship tận nhà cho các bác luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên em lại cập nhật các mã hàng đồ kim khí rất là đẹp để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đấy thì vít cân ký bên shop lại về nhá. Rồi thước rút từ hãm này, thước rút từ hãm hàng nội địa của Nhật lại về số lượng cho anh em và các bác luôn. Rồi kìm đa năng, đá cắt các thứ lại về đầy shop để phục vụ anh em nhá. Anh em xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên vẫn là vít cân ký các nhá. Đấy thì đây là các cái loại vít của bên em này. Thì bên em khi mà bên em gửi cho các bác thì sẽ là đầy đủ cho các bác luôn, to nhỏ lớn bé mẹ con, dẹt dẹt múi đều đủ cả cho các bác nhá. Đấy, cơ bản nó sẽ là như này các bác này. Đấy. Cơ bản nó sẽ là như này để cho các bác lựa chọn này. Đấy. Thì bên em sẽ gửi theo theo combo. Đấy thì một mớ của nó. Bên em sẽ bán theo cân. Đấy, một cân của nó thì vào khoảng từ 7 đến 10 chiếc nhá. Đấy. Một cân của nó thì khoảng từ 7 đến 10 chiếc các bác. Đấy, đây, một cân của nó đây này. Đấy. Một cân của nó thì khá là nhiều luôn. Đấy, một cân của nó đây. To nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ cả các số hotline của bên em, các bác có thể liên hệ nhá. Đấy. Đây qua đây. Đấy. Một cân của nó này. Đấy. Từ 7 đến 10 cái nhá. Hàng vít bãi Nhật cực kỳ là đẹp cho anh em luôn. Đó, từ 7 đến 10 chiếc cho anh em. Đó, rất là nhiều luôn. Thì bên shop sẽ bốc ngẫu nhiên thôi các bác nhá. Có những cái nó sẽ thi thoảng có những cái đơn thì nó sẽ có những cái to này thì các bác thông cảm thôi. Tại vì là hàng bãi thì các bác thông cảm, tại vì nó sẽ có những cái to cái nhỏ nhưng mà đầy đủ combo cho các bác luôn. Một cân như này. Đấy. Một cân này thì giá chỉ có 110.000 thôi. 110.000 cho một cân như này các bác nhá. Đấy, 110.000 cho một cân như này. To nhỏ lớn bé đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy đây các bác này. Đấy. 110.000 cho một cân như này đây, một cân như các bác này. Đấy. Sẽ có cái to, cái nhỏ, cái lớn, cái bé, cái mẹ, cái con. Đấy, tại vì các bác thông cảm, tại vì là hàng cân ký thì không thể tránh khỏi được các bác nhá. Đấy. Hàng cân ký thì cũng không thể tránh khỏi được. Đó. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là vít cân ký nhá. Đấy, vít cân ký. Các bác lên cho em đó là vít cân nhá. Đấy, vít cân này, đó. Vít cân thì một cân của nó 1 kg sẽ là 110k nhá, 110.000. 110.000 cho 1 kg. Và các bác mua 0,5 kg thì giá của nó sẽ là 60k nhá, 60.000. Đấy, 60.000 cho nửa cân và một cân là 110.000 nhá. Một cân là 110.000, giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Đấy, thì hàng như trên video em đã gửi tới các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là đá cắt sắt inox nhá. Đấy, đây các bác lên cho em là lưỡi cắt sắt inox. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là một hộp này của nó sẽ là 100 lưỡi nhá. Một hộp này là 100 lưỡi, hàng thì của thương hiệu Guda của Nhật này. Đấy, hàng thương hiệu Guda của Nhật đây. Đấy, hàng thương hiệu Guda của Nhật. Dòng này thì nó sẽ là một dòng lưỡi cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, một dòng lưỡi cực kỳ chất lượng. Mà cái giá thì bên shop cũng đang phân phối gửi tới quý các bác anh chị cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đây. Đấy, đây là cái thông số của nó các bác này, thông số của nó này. Đấy. 107 nhân với lại 1.2 nhân với 16 mm nhá. Đấy. Hàng của thương hiệu Guda nhá. Đây các bác này. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, hàng này thì mên lưỡi rất là dày nhá. Mên lưỡi rất là dày thì khi mà các bác sử dụng thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đó, mên lưỡi rất là dày khi các bác sử dụng thì không lo bị gọi là vỡ, và vỡ thì nó không sợ bị nó bắn vào mặt nha, tại vì cái mền lưỡi nó dày thì vỡ nó chỉ mủn nó thôi. Đó, cho nên các bác dùng cực kỳ yên tâm luôn. Hàng thương hiệu Guda, 107 nhân 1.2 nhân với lại 16 mm nhá. Con này thì các bác lên giá giúp cho em đó là lưỡi cắt sắt inox nhá, lưỡi cắt sắt inox.
thì bên shop sẽ bán theo combo. Đấy, bên shop sẽ bán theo combo từ 5 cái trở lên. 5 cái là bằng 35.000 nhá. Đấy. 5 cái. 5 cái là 35k. Đấy, 5 cái 35.000. Bên em bán thấp nhất là 5 lưỡi là 35.000 nhá. Đấy. Còn một cái vỉ này của nó này. Đấy, một cái vỉ này của nó là 25 lưỡi này. 25 lưỡi thì sẽ là 130.000. 25 lưỡi là 130k nhá. 130k. Đó. Còn các bác mua 100 lưỡi, 100 lưỡi thì mua 50 lưỡi, 100 thì sẽ là 380 nhá. 380k. 100 lưỡi là 380.000, còn mua 50 lưỡi thì sẽ là 230.000, 230.000. Đó. 50 lưỡi thì sẽ là 230.000. Đấy, 100 lưỡi thì sẽ là 380.000, còn 25 lưỡi là 130. Đấy, thì nếu như các bác mua hai dây như này là 50 lưỡi này, hai dây này là 50 lưỡi thì sẽ là 230.000 nhá. 50 lưỡi thì sẽ là bằng 230k. Đó, và bao ship cho các bác luôn. Còn mua một vỉ như này thì sẽ là 25 lưỡi là 130.000 nhá, 130.000. Và bán lẻ thì bên em bán từ 5 lưỡi trở lên. Đấy, không bán dưới 5 lưỡi nhá. Còn các bác mua cả hộp như này là 100 lưỡi này. Đấy, 100 lưỡi. Giá thì sẽ là 380k nhá. 380.000 cho 100 lưỡi. Đấy. Dòng này thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây, chất lượng nhá. Mền lưỡi dày cắt cực là ngon luôn. Đá thì nó sẽ chia ra làm 3 phân khúc nhá. Đá đỏ này, đá vàng này và đá xanh. Đá xanh là rẻ nhất và đá đỏ là đắt nhất các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là cái dòng thước rút tự hãm nhá. Đấy, thước rút tự hãm thì bên shop lại về số lượng cho các bác. Nó sẽ có cho các bác là dòng 5m, 7m rưỡi và 10m nhá. 5m, 7m rưỡi và 10m. Đấy, 5m, 7m rưỡi và 10m. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây. 5m, 7m rưỡi và 10m này. Đấy. Đây, đây cái này là 10m này. Cái này là 7m rưỡi này. Và cái này là 5m này. Đấy, và cái này là 5m này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là thước rút tự hãm nhá. Hàng nội địa của Nhật này, Japan qua này. Đấy. Dòng này ưu điểm của nó là nó thiết kế rất là thông minh luôn. Đấy, người Nhật người ta thiết kế cái gì nó cũng rất là thông minh. Đấy, rút ra nó tự hãm, còn các bác thả này nó lại vào này. Đấy, rút ra nó tự hãm này. Thì khi mình đo đạc nó rất là tiện nhá. Đấy, đo đạc rất là tiện luôn. Bản lưỡi thì rất là to nhá. Đấy. Đấy, các bác cứ xả này là nó vào này, rất là tiện nhá. Thì khi mà các bác sử dụng nó tiện lắm. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, rút ra nó vào này, rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là theo từng loại đó nhé, theo từng loại cho các bác luôn. Đấy, theo từng loại cho các bác luôn. Đó, giá rất là tốt cho các bác luôn. Thì nó sẽ có theo loại như sau. 5m này, 5m thì sẽ là bằng 40k này. Đấy, 5m bằng 40.000. 5m là 40.000 nhá. Đấy, 7,5m này, 7,5m thì sẽ là 50k nhá, 50k. Đấy, và 10m thì sẽ là 60k. Đấy, giá rất hợp lý này. Chỉ lệch nhau có 10.000 thôi. Đấy, 5m là 40.000, 7m rưỡi là 50.000 và 10m là 60.000 nhá. Đấy, đây. 5m này. Đấy, còn 5m các bác nhá. Đấy, còn 5m này. Đấy. 5m này sẽ là 40.000 nhá, 40.000 này. 7m rưỡi này sẽ là 50.000 này. 50.000 trong cái thước rút như này. Đấy, các bác chả đi đâu mà mua được cái thước giá hợp lý này đâu. 10m này, giá chỉ có 60.000 cái thước 10m này thôi nhá. 60.000 nhá. Đấy. Rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mẫu kìm đó là con này thì nó về thì nó sẽ là về 3 màu như này, nhưng mà bên em lên tên nó thì sẽ là kìm đỏ nhá. Đấy. Về thì nó sẽ là về 3 màu, nhưng mà bên em lên tên thì vẫn lên tên là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Đấy. Thì ở đây nó sẽ 3 màu như này, nhưng mà bên shop sẽ lên tên nó là kìm đỏ nhá. Đấy, kìm đỏ đa năng. Đấy, đây nó sẽ là một con kìm đa năng rất là tiện luôn. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 100k thôi. Ở đây thì nó sẽ là thép CRV hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật đây, chữ Nhật đây các bác này. Đấy, hàng nội địa của Nhật chữ Nhật hết nhá. Và ở đây nó sẽ có cho các bác là một là tuốt dây này, hai là bấm cốt này, ba là cắt dây này, bốn là xoắn ốc này, đấy, năm là vặn này. Đấy, và sáu là xoắn dây buộc dây này, rất là tiện cho các bác luôn. Một con kìm đa năng. Đấy, có tới 5 6 chức năng như này và lò xo chữ V nhá. Luôn luôn là trạng thái đẩy ra như này thì các bác dùng nó rất là sướng, không cần phải lấy tay để đẩy mà mình chỉ cần bóp vào này thôi, còn tự nó đẩy ra. Đó, và đây nó sẽ là một con kìm đa di năng cực kỳ tiện lợi cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn. Lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá. Đấy, nó về 3 màu nhưng bên em lên nó là kìm đỏ. Kìm đỏ, giá sẽ là 100k thôi. 100k cho một con kìm đỏ như này nhá. Đấy. Đây, nó sẽ có 3 màu như này, nhưng mà em lên tên thì tên nó là kìm đỏ. Và cái giá thì sẽ là 100.000 cho một chiếc như này. Khi bên em gửi thì sẽ là gửi màu ngẫu nhiên cho các bác luôn. Đấy, gửi màu ngẫu nhiên cho các bác luôn nhá. 100k trong chiếc nhà này thôi. Con này thì siêu tiện dụng để cho các bác sử dụng luôn.
Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới quý các bác anh chị cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Đó. Thì các bác mua hàng thì có thể liên hệ tới các số hotline của bên em đây các bác nhé. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship. Và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác cái đèn mang sông nhá. Con này thì những cái dây vàng như giá của nó sẽ là 130.000 nhá, 125.000. Đấy. Hả? 120.000 thôi, giá siêu tốt cho bác luôn. Ánh sáng của nó là ánh sáng vàng này, ánh sáng vàng rất là đẹp luôn. Và màu của đèn thì nó sẽ là màu đỏ đậm như này, màu đỏ tươi này. Đấy, rất là đẹp nhá. Con này thì có điều chỉnh chiết áp cho bác luôn, có điều chỉnh chiết áp nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000. Đấy, các bác có thể đeo lên như này và có cáp sạc cho bác luôn, có cáp sạc, có điều chỉnh chiết áp. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Bên em thì ship code toàn quốc nhá. Ship code toàn quốc cho các bác luôn. Đơn từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi. Bán hàng rất là dễ tính thôi. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông. Đèn mang sông này. Đó. Đèn mang sông giá sẽ là 120.000 cho em đèn mang sông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đèn năng lượng mặt trời ba cánh nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn như này. Đấy, một con đèn chạy bằng pin năng lượng mặt trời này. Đấy. Và nó sẽ có ba cánh có điều khiển trực tiếp cho các bác làm hàng nhá. Đây. Đấy, rất sáng luôn các bác này, rất sáng luôn và có thể điều chỉnh này. Có thể điều chỉnh ngoắt nhéo xoay 360 độ các kiểu con này điều luôn. Và rất là sáng nhá. Đấy. Về nhà thì các bác cắm cái đầu sạc qua đây cho em này, đầu sạc năng lượng mặt trời cắm ở đây cho em. Đó là nó sẽ tự sạc thôi, không tốn 1.000 tiền điện nào cả. Giá thì sẽ là 180.000 nhá, 180.000 cho con đèn năng lượng mặt trời như này. Con này thì rất là tiện ích luôn. Đây là cái tấm pin năng lượng mặt trời đây. Đấy. Nói chung là các bác dùng con này thì khá là hợp lý đấy các bác. Mình dùng để sử dụng trong các cái ngoài cổng, ngoài cửa hoặc các cái khu vực nào cần phải chiếu sáng thì các bác dùng con này cho em. Có điều khiển trực tiếp đàng hoàng nhá. Đấy, lên trên là đèn năng lượng mặt trời nhá. Đấy, đèn năng lượng ba cánh này, đèn năng lượng này. Đèn năng lượng này, năng lượng ba cánh nhá. Đèn năng lượng ba cánh giá sẽ là 180.000 nhá. 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một số cái mã bóng đèn này. Đấy. Một số cái mã bóng đèn đây. Thì đầu tiên em sẽ lên cho các bác đó là cái bóng đèn con này nó sẽ là đèn 4 cánh mini nhá. Đèn 4 cánh mini nó nhỏ thôi. Công suất của nó sẽ là... Con này thì siêu tiết kiệm điện luôn. Công suất của nó sẽ là 12W các bác. Đấy, 12W, 4 cánh nhỏ gọn này. Đấy, 12W các bác có thể dùng để mình... Công suất của nó sẽ là... À, con này là 28W các bạn. 28W nhưng mà nó phải sáng như kiểu là 560W các bạn. Rất là sáng luôn. Và nó lại rất là nhỏ gọn thì các bác có thể dùng đa di năng được luôn. Đây, đấy, em bật lên cho bác. Rất là sáng luôn. Nó sáng tương đương với quả 450W luôn các bạn. Đấy, mà chỉ có 28W thôi. Sáng chói chang luôn các bạn này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, rất là sáng luôn nhá. Và có thể gấp gọn như này thì các bác có thể dùng các cái khu vực vị trí nào thì tùy ý mình nhá. Đấy, công suất của nó sẽ là 28W, rất là sáng luôn. Đó, và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? 4 cánh. 40.000 nhá. Các bác lên cho em là các bác lên mã giúp cho em đó là đèn 4 cánh mini nhá, đèn 4 cánh mini này. Đấy. Bóng 4 cánh mini, bóng đèn này, đấy, bóng đèn 4 cánh này. Bỏ tranh cái ba màu này. 4 cánh mini nhá. Đấy, bóng cánh 4 cánh mini giá sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho cái quả 4 cánh mini như này. Đó. Tiếp theo thì bỏ cả cái đèn học này. Đèn học đây. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con bóng 3 màu nhá. Con này là bao nhiêu nhỉ? 30.000 cho con bóng 3 màu như này. Đấy, các bác có thể lắp ở đây này. Sau đó thì mình bật này. Đấy, màu đỏ này. Đấy, màu trung tính này. Màu trắng này, màu đỏ này. Đó. Ánh sáng đỏ, ánh sáng vàng, ánh sáng trung tính nhá. Nó có 3 màu như này. Con này thì với là công suất là 12W nhá. Đấy, con này là công suất là 12W các bác này. Đấy, công suất này thì con này công suất của nó là 12W nhưng mà cũng rất là sáng luôn. Thì con này dùng cũng khá là tiện. Các bác có thể dùng để mình gọi là sử dụng ở cái khu vực nào mà cần chiếu sáng mà cần vừa phải ánh sáng thì rất là hợp lý luôn. Ngoài cổng, ngoài cửa và nó 3 màu như này thì dùng nó cũng rất là thích. Ví dụ như các bác muốn tăng cái độ ấm thì mình dùng cái màu vàng cho em. Đấy. Các bác lên cho em là bóng 3 màu nhá. Bóng 3 màu công giá của nó sẽ là 30.000 nhá. Bóng 3 màu. Đó. Bóng 3 màu. Giá của nó sẽ là 30.000. Con này thì nó nhỏ thôi nhá, nó chỉ bằng hai ngón tay này thôi các bác này. Bằng hai ngón tay như này nhá. Bóng 3 màu 30.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia các bác lên cho em là đèn học chống cận nhá. Đèn học chống cận đây nó sẽ là một con đèn học rất là tiện ích cho các bác luôn. Đó. Công suất của nó thì nó sẽ là như con đèn như này. Đấy, và cũng khá là sáng nha, các bác có thể dùng để cho các em học bài này, đọc sách cái thứ rất là ok luôn, rất sáng các bác nhá. Giá thì chỉ có 100.000 thôi.
100.000 cho con đèn học chống cận như này. Công suất của nó sẽ là 2W đến 10W nhá. Ánh sáng của nó là 4.000 đến 4.500K, là một cái dòng ánh sáng phổ thông rất sáng luôn các bạn này. Đấy. Và có cảm biến bật tắt nhá, có cảm biến bật tắt và có cả cái khay ở đây để các bác đựng bút vào đây, rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn học chống cận nhá. Đấy. Đèn học chống cận, giá của nó sẽ là 100k cho con 100k cho con đèn học chống cận như này, có cả cáp sạc cáp trước đầy đủ cho các bác luôn. Có dây cáp sạc các thứ đầy đủ, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, rất tiện ích cho các bác luôn. Đèn học chống cận. Đấy, lên cho em là đèn học chống cận này. Đèn học này. Đèn học chống cận, giá của nó sẽ là 100k nhé, 100k cho con đèn học chống cận như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên đã giúp cho em đó là cái đèn bão quạt nhá. Đèn bão quạt, con này thì nó là vừa là đèn bão và vừa là có cả quạt luôn. Đấy, đề phòng khi mà mưa gió bão bùng này, có tấm pin sạc năng lượng mặt trời này, kéo lên phát sáng trưng luôn nhá. Đấy, và có cả quạt luôn. Quạt thì rất là mát các bạn. Đấy, quạt rất là mát luôn các bạn. Đấy. Các bác nghe tiếng gió nó kêu là các bác biết rồi. Và thời gian mát của nó thì từ 3 đến 5 tiếng. Thì nhà mình có người già hoặc trẻ em khi mất điện các bác dùng rất là ok. Hoặc là khi nào hết pin thì các bác có thể lắp thêm pin con thỏ vào đây nhá. Lắp thêm pin con thỏ nhỏ vào đây cho em. Đó. Mất 3 của pin con thỏ nhỏ nữa thì các bác có thể dùng tiếp được khi mà nó hết pin năng lượng, hết pin tích, thì nói chung là nó rất là đa di năng cho các bác luôn. Một con đèn như này nhá. Đấy, có quai sách quai cầm đàng hoàng nhá, có quai sách quai cầm như này rất là tiện. Và giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cho con đèn bão quạt này thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em là đèn bão quạt đây, để này ăn cơm ăn nước rất là tiện, có pin năng lượng mặt trời cho các bác luôn. Và con này nó sẽ có sẵn dây cáp sạc như này, về nhà các bác chỉ cần cắm sạc vào cho em là xong. Đấy, cắm sạc vào cho em là xong nhé, rất là tiện luôn. Đèn bão quạt, giá thì chỉ có cho bác là 100.000 cho một con đèn bão quạt như này thôi. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn bão quạt nhá, đèn bão này. Quạt giá sẽ là 100k nhá, 100k cho con đèn bão quạt như này. Con này cũng có sử dụng pin năng lượng mặt trời cho nên nó rất là tiện dụng cho các bác khi mà các bác sử dụng trong gia đình nhà mình. Đấy, rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi tưới cây tăng áp bằng đồng này. Đấy, đây nó sẽ là một đầu vòi và ba đầu kết nối như này. Giá thì chỉ có 50k thôi nhá, 50k. Nên đây là vòi tưới cây tăng áp bằng đồng. Đấy. Về nhà thì các bác có những cái đầu để các bác kết nối với nguồn nước này và nó sẽ chia ra là xịt thẳng này, xịt hoa sen và xịt tưới cây này. Đấy, rửa xe và các đầu kết nối như này nhá, rất tiện ích luôn. 50k cho cái vòi tưới cây như này. Nhà bác nào cũng có nguồn nước, cũng có đầu vòi để tưới tắm các thứ thì dùng nó rất là tiện. Rồi, ok. Hello chào các bác nhé, hôm nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục cập nhật các mã hàng. Thì em lại lên video để trân trọng gửi tới quý bạn và các vị. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi, các bác cứ yên tâm mua hàng thôi. Rất đơn giản, chỉ có 200.000 trở lên đã bao ship cho các bác luôn. Đó, bên em ship code toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra thanh toán. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đây các số hotline của bên em này. Nay thì bên shop cập nhật một số mã hàng mới này. Đấy, bên shop tiếp tục về cho các bác cái mẫu kéo của Nhật này. Đấy, mẫu này thì nó sẽ cao cấp hơn một chút nhá. Mẫu này cao cấp hơn một chút, đấy, hộp đựng các thứ đàng hoàng. Rất là đẹp luôn. Đó, đây. Hàng nguyên đai nguyên kiện như này nhá. Đấy, đây các bác này. Hàng nguyên đai nguyên kiện như này các bác này. Đấy, con này thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đầu có đai chiếc đàng hoàng các bác này. Hàng nội địa của Nhật nhá. Con này là thép SK5 không gỉ. Các bác có thể dùng để cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, thức ăn đều ok hết nhá. Thép SK5 như này đó. Thì bên shop về cho các bác nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, một mẫu kéo vàng thường và một mẫu kéo vàng dòng cao cấp đây. Đấy, thì có hai mẫu như này thì em sẽ lên cái này thì nó sẽ là kéo bếp vàng rồi. Con này thì em sẽ lên nó khác tên đi một chút. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là kéo khui bia nhá. Đấy, nó có cái chức năng là khui bia này. Đấy, khui bia này, cắt gà này và mở nắp chai này, kẹp cua ghẹ này, rồi đánh vảy cá này, rất là đa di năng luôn. Một con kéo cực kỳ dày dẫn và chắc chắn nhá. Cắt thì cực kỳ là ngon luôn con này. Đấy, cắt rất là ngon luôn các theo. Đấy, cắt rất là ngon luôn. Đó, các cái dây bóng dài mỏng này cắt được hết nhá. Rất là ngon cho các bác luôn đây. Đấy thì hàng của Nhật đây, Japan các bác này. Đấy, thép SK5 không gì. Nó có cái chức năng khui bia ở đây cho nên là các bác lên cho em là kéo khui bia. Giá sẽ là 75k nhá. Đấy. Các bác lên cho em là kéo khui bia. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là kéo khui bia này. Kéo khui bia. Đấy, kéo khui bia giá của nó sẽ là 75k nhá. 75.000 cho một con kéo khui bia như này. Giá của nó sẽ là 75k. Con này thì dùng thì cực kỳ chất rồi các bác này. Đấy, cực kỳ chất cho các bác luôn. Thép SK5 không gì nhá. 75.000 cho con kéo khui bia như này. Ngoài ra thì bên shop có cái con kéo này thì các bác lên cho em là kéo bếp vàng nhá. Kéo bếp vàng. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt cho các bác luôn.
Đấy, chỉ có cho các bác là 35.000 cho một con kéo bếp vàng này thôi. Hàng này nó cũng là hàng của thương hiệu của Japan, của Nhật đây. Đấy, và thép SK5 không gỉ nhá. Cái này thì các bác lên cho em là kéo bếp vàng nhá, kéo bếp vàng. Đấy, nó đựng trong một cái vỉ như này các bác. Lên cho em là kéo bếp vàng. Con này thì giá của nó sẽ là 35.000 nhá. Kéo bếp vàng này cũng đều là hàng của Nhật nhá. Đó. Kéo bếp vàng, giá của nó sẽ là 35k nhá. Đấy, con kéo bếp vàng này thì sẽ là 35k. Đó, 35k cho mỗi em kéo bếp vàng như này. Còn con này các bác lên cho em là kéo khui bia nhá. Đấy, kéo khui bia, giá của nó sẽ là 75.000 cho một con kéo khui bia như này. Giá sẽ là 75k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn các bác lên mã giúp cho em đó là đèn tròn nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn tròn. Đấy, lên cho em là bóng tròn. Bóng tròn. Con này thì nó sẽ là một cái dòng có tích điện cho các bác luôn, có tích điện đây. Đấy, công suất mặc định của nhà sản xuất là 120W nhá, 120W và có tích điện các bạn. Đấy, có 3 chế độ sáng này, có chân sạc cho các bác luôn. Các bác có thể dùng chân sạc này và có cả điều khiển luôn nhá. Điều khiển đây, về nhà các bác lắp pin vào cho em. Đấy thì một cái con đèn tròn như này, bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 nhá, 80.000 trong cái đèn tròn như này thôi. Đấy, dung lượng pin của nó thì sẽ là 2.500 mAh này, 2.500 mAh. Hàng thì nó sẽ là một đèn như này. Con này thì có pin năng lượng mặt trời luôn. Đấy, có sạc năng lượng mặt trời các bác này. Đấy. Và công suất mặc định của nhà sản xuất là 120W luôn, rất sáng quá nhá, rất sáng. Đấy, có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu và có nhấp nháy nhá. Đấy. Nhấp nháy cảnh báo các bác này, rất là an toàn luôn, thì các bác có thể dùng thì mình sử dụng các cái công việc đều rất là tiện, đặc biệt là các bác đi ngoài đường này hoặc là sử dụng ở nhà ăn cơm ăn nước thì chỉ cần treo lên này cho em là xong. Đó, có sạc năng lượng mặt trời luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn tròn nhá. Đấy, đèn tròn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là lên mã giúp cho em là bóng tròn nhá, bóng tròn. Giá của nó sẽ là 80k nhá. Các bác lên cho em là bóng tròn này. Đó, bóng tròn. Giá của nó sẽ là 80k cho một cái bóng tròn như này nhá. 80.000 cho cái bóng tròn như này thôi. Đó, bóng tròn 80.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái keo đa năng có nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là keo đa năng này. Đấy, đây nó sẽ là một cái lọ keo đa năng xanh như này các bác nhá. Keo đa năng xanh như này. Con này thì được dán được mọi chất liệu trên mọi bề mặt luôn. Đấy, lên cho em là keo đa năng xanh, keo đa năng xanh này. Đó. Keo đa năng xanh. Giá thì chỉ có cho các bác là 20k trên một típ như này thôi. 20.000 cho một típ như này, và lấy từ 3 típ trở lên thì bên em sẽ tính cho các bác với giá là 50.000 nhá. 50.000 cho 3 típ keo như này. Con này thì rất là đa năng luôn. Các bác có thể dùng trên để gắn tất cả các chất liệu đều ok hết nhé. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Giới thiệu với các đây bác một lọ keo thay thế đinh vít, chỉ cần mở ra và xịt lên những chỗ cần dán như này, dính kim loại, dính gỗ, dính nhựa, thiết bị điện hay các đồ vật trong gia đình của các bác. Mà độ chắc về loại keo này thì không phải bán nữa các bác ạ. Các bác bấm mua dưới góc trái màn hình nhá. Giới thiệu với các bác một lọ keo thay thế đinh vít, chỉ cần mở ra và xịt lên những chỗ cần dán như này, dính kim loại, dính gỗ, dính nhựa, thiết bị điện hay các đồ vật trong gia đình của các bác. Mà độ chắc về loại keo này thì không phải bán nữa các bác ạ. Các bác bấm mua dưới góc trái màn hình nhá. Đó, rất dính cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa chống trộm nhá. Con này thì nó là dòng khóa đặc biệt và rất là tiện ích khi mà các bác sử dụng. Rất đơn giản thôi, các bác chỉ cần là sử dụng là khi mà mình sử dụng bình thường thì nó sẽ là một cái khóa bình thường nhá. Và khóa của nó là khóa rãnh chìa này thì rất là tiện ích luôn các bác này. Đấy, các bác chỉ cần là mở này cho em. Đấy, thì khi mà các bác đóng mở bình thường thì nó sẽ là một cái khóa bình thường như này. Khi mà các bác đảo chiều như này thì nó sẽ hú này. Đấy các bác nhá. Đấy. Có thấy không? Đó. Đấy. Và nó sẽ hú rất là lâu. Đấy, thấy chưa? Có thấy không? Rất là tiện ích luôn nhá. Đấy các bác thấy không? Tức là có người chạm vào là nó sẽ kêu. Thì nó rất là tiện ích khi mà các bác muốn dùng tính năng chống trộm đúng nhất thì con này nó rất là tiện ích cho các bác luôn. Đó. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có 80k cho một cái ổ khóa chống trộm này thôi, chỉ có 80.000 thôi các bạn. Đấy, khá là tiện ích cho các bác sử dụng. Mình có thể sử dụng lâu dài và có tới 3 chìa liền nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là khóa chống trộm, rất tiện ích luôn. Giá chỉ có cho các bác là 80k cho một cái ổ khóa chống trộm này thôi. Thì các bác cũng nên sử dụng nó khá là phù hợp trong cái điều kiện sử dụng khi mà mình đi ra ngoài mà cần phải có chức năng là còi hú cảnh báo chống trộm thì các bác dùng con này chưa, rất là tiện luôn. Đó, nên mã giúp cho em đó là khóa chống trộm nhá, khóa chống trộm này, khóa chống trộm, khóa chống trộm. Giá thì chỉ có cho các bác là 80k nhá, 80k cho mấy em khóa chống trộm như này, rất tiện ích luôn. Con này thì các bác nên dùng. Đấy, rất tiện ích và rất phù hợp với
công năng và nhu cầu mục đích sử dụng của bác nhá. Đấy, khóa chống trộm 80.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc hàng của thương hiệu Cuckoo của Hàn Quốc nhá. Đấy, Cuckoo của Hàn Quốc này. Công suất của nó thì nó sẽ là 1.500W này. Đấy, 2,5 lít nhá. Đấy, 1.500W và 2,5 lít. Con này thì rất là tiện luôn. Đó. Đây. Đấy, sẽ là một con ấm như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000 cho một con ấm Cuckoo như này nhá. 130k. Đây các bác giở ra cho em này. Đấy, bên trong của nó này, đấy, inox sáng bóng đẹp nhá. Bên ngoài thì bằng nhựa chống nóng nhá. Đó, rất tiện ích cho các bác luôn. Đây. Đấy, hàng của thương hiệu Cuckoo này, 220 V này, 1.500W và dung tích của nó sẽ là đây. 2,5 lít thao thoải mái các bác sử dụng luôn. Đây cái đế của nó đây các bác này. Rất dày dặn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, một con ấm siêu tốc như này. Có lên cho em là ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá. Ấm siêu tốc Hàn Quốc 130.000, rất hợp lý cho các bác luôn. Hàng thương hiệu Cuckoo này thì khá là phù hợp cho các bác sử dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày, đun nước, đun nồi rồi pha trà rồi đun nước tắm như kia. Rất là ok. Lên cho em đó là ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá. Đấy, ấm siêu tốc này, ấm siêu tốc Hàn Quốc giá sẽ là 130k cho một em. Đấy, 130.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên đã giúp cho em đó là cái chống giật bình nóng lạnh nhá. Chống giật bình nóng lạnh thì con này bên shop sẽ bán theo combo. Các bác phải thay cho cả kết nối vào cả hai dây luôn. Giá sẽ là 40k trên một chiếc nhá. 40k trên một cái. Đấy, 40.000 trên một cái như này. Chống giật nóng lạnh rất là tiện luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Làm cái bình nóng lạnh này, máy cũ hay là máy mới? Đây là van chống giật dành riêng cho bình nóng lạnh. Nếu nhà bạn có máy nước nóng thì nhất định phải lắp đặt. Cách cài đặt cũng rất đơn giản, chỉ cần tháo đường ống vào và ra của máy nước nóng, vít trực tiếp van chống điện này vào, nó có thể bảo vệ sự an toàn cá nhân của chúng ta rất tốt. Đây là van chống giật dành riêng cho bình nóng lạnh. Nếu nhà để đảm bảo an toàn chống giật của sinh nhật tâm quyền Trung Quốc. Để đảm bảo an toàn phòng chống điện giật và cháy nổ thì anh em đây là van chống giật dành riêng cho bình nóng lạnh. Nếu nhà bạn có máy nước nóng thì nhất định sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn wifi nhé. Con này thì giá chỉ có 130.000 trong con đèn wifi này thôi. Một đèn và một cáp sạc cho các bác luôn. Con này thì rất là tiện này. Đấy. Hàng của Đức, xuất sang Nhật này, made in Germany các bác này. Đó, con này dùng rất là ngon cho các bác luôn. Đấy, đây. Đầu của nó này, đây. Ở đây thì nó sẽ là một con đèn như này. Đấy. Pha của nó thì khá là rọi luôn nhá. Pha của nó khá là rọi luôn các bác này. Đó. Và con này thì cái pha của nó thì nó sẽ là bằng hợp kim nhá. Pha của nó bằng hợp kim, rất là rọi cho các bác luôn, các bác thấy không? Đó. Pha rất là ngon nhá. Đấy, pha rất là rọi, các bác có thể tùy chỉnh pha này. Rất là ngon luôn. Và ưu điểm của con này thì nó sẽ có cảm biến nhá. Đây. Các bác cứ gạt qua này nó sáng này, gạt qua này nó tắt này. Rất tiện luôn. Đó các bác theo. Đây. Đấy, rất tiện nhá. Pha của nó thì cũng khá là rọi luôn và rất là tiện ích nhá. Giá thì bên shop đang đây, đèn rất là sáng luôn các bác này. Đấy, đèn rất sáng luôn các bác theo. Đó, rất sáng luôn nhá. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em là đoàn đèn wifi nhá. Có dây đeo dây điếc cho các bác đàng hoàng luôn. Đấy, có dây đeo dây điếc đàng hoàng, có báo pin nhá. Đấy, có sạc vào và có cả sạc ra cho điện thoại luôn. Có sạc vào sạc ra cho điện thoại đầy đủ. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. 130.000 cho một con đèn wifi như này. Lên mã giúp cho em đó là đèn wifi này. Đèn wifi giá sẽ là 130k nhá. 130.000 cho con đèn wifi như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tô vít vạn năng nhá. Cái tô vít vạn năng, con này thì rất là tiện. Giá chỉ có 80.000 cho con tô vít vạn năng này thôi. 80.000 các bác nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là tới 8 đầu tô vít này. 8 đầu tô vít như này. Đấy. Thì các bác dùng nó rất là sướng, mình dùng một con tô vít như này to nhỏ lớn bé, dẹt tròn ba khe đều được hết nhá. Đấy, các bác không cần phải quá nhiều chi tiết làm gì cả, không cần phải dùng quá nhiều thứ. Đấy, mang đi một cái tô vít loằng ngoằng các bác có thể dùng để làm thợ, làm nghề, sửa chữa. Và đây nó sẽ có một cái đầu đèn nữa này, các bác về lắp pin vào. Đó, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn tô vít đa năng nhá. Đấy, tô vít đa năng. Tô vít đa năng, đấy, tô vít vạn năng. Tô vít vạn năng giá sẽ là 80k nhá. 80k cho con tô vít vạn năng như này. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Con này thì rất phù hợp và tiện ích cho các bác sử dụng nha. Tiếp theo. Chào các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái mic dây nhá. Mic dây hàng của Nhật và của Mỹ. Đó thì con này nó sẽ là hàng nội địa của Nhật các bác này. Đấy, hàng nội địa của Nhật cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng cho các bác nhá. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Bao gồm cho các bác là cả mic, cả dây như này. Đấy, hàng của thương hiệu Tomahawa made in Japan các bác này. Đấy, Tomahawa made in Japan cho các bác luôn. Đấy, mic cực kỳ là ngon luôn. Mic thì cầm thì chắc nhá. Tiếng mic thì cực kỳ là hay, nghe trầm,
trầm và đầm ấm nhá, nghe rất là hay luôn. Đấy các bác thấy không? Đây, Tomahawa. Đấy, made in Japan. Mic của nó thì nó sẽ dài, dây dài khoảng từ 4 5 mét nhá. Dây dài từ 4 đến 5 mét, dây cũng là hàng nội địa Nhật cho bác luôn. Đây, made in Japan này các bác này. Đó, made in Japan nhá. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 250.000 nhá, 230.000 cho cái mic dây như này. Đấy, 230.000 cho cái mic dây Nhật như này các bác này. Đó. Các bác lên cho em đó là mic dây Nhật nhá. Đấy, mic dây Nhật giá của nó sẽ là 230k. 230.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đó, 230.000 bao ship. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái mic của Mỹ nhá, mic của Mỹ đây. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi cho các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy, mic Mỹ cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng của thương hiệu JBL này. Đấy, hàng thương hiệu JBL. Mic Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thân mic như này. Đấy, cũng có dây dài khoảng từ 4 5 mét nhá. Đấy, hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng của Mỹ này. Đấy, đầu kết nối điện bằng đồng hết này các bác này. Đấy, kết nối bằng đồng hết nhá. Đây, các bác cũng lắp vào cho em là xong này. Đấy, lắp vào cho em. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, JBL nhá, made in USA nhá, made in USA. Đấy, đây là cái đầu mic của nó này. Đầu mic của nó rất chắc luôn, tiếng mic đầm trầm ấm này, made in USA nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con mic Mỹ như này. Giá của nó sẽ là 280.000 và cũng bao ship tận nhà cho các bác luôn. 280.000 cho một con mic Mỹ như này, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn nhá. Đấy, nhận hàng các bác có thể cắm vào hát thử và ok thì các bác thanh toán tiền nhá. Ok các bác thanh toán tiền cho em. Đấy, cả mic cả dây như này. Đấy, cả mic cả dây nhá. Đấy, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 280.000 nhá. 280.000. Đấy, nguyên cái khâu đóng hộp của nó cũng rất là chất lượng nhá. Đấy, nguyên khâu đóng hộp của nó rất chất lượng. Các bác lên cho em đó là mic Mỹ nhá. Đấy, mic dây Mỹ này. Đấy, mic dây Mỹ. Giá của nó sẽ là 280k và bên em sẽ bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Đó thì bên shop sẽ có hai mẫu mic, đó là mic Nhật và mic Mỹ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ấm pha trà nhá. Các bác lên cho em là ấm pha trà. Con này thì dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá, dung tích của 1 lít và có lưới lọc như này. Có lưới lọc như này thì khi các bác cho trà, cho cà phê, cho các cái loại nước mình cần lọc vào đây thì nó rất là tiện, không bị chảy ra ngoài nhá, không bị rót ra ngoài. Đó, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Inox 316 nhá. Con này các bác dùng để pha trà, pha cà phê, pha các cái loại hạt tiết các thứ thì đều ok hết. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con mic như này. Giá của nó sẽ là 110.000 thôi. 110.000 nhá. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Dung tích 1 lít, màu đen rất là đẹp luôn. Bên mã giúp cho em đó là ấm pha trà nhá, ấm pha trà. Đó, ấm pha trà. Giá của nó sẽ là 110k nhá. 110.000 cho con ấm pha trà như này, rất tiện ích luôn. Đấy, các bác chỉ cần bỏ vào đây là mình sử dụng thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên thả bồn cầu nhá. Các bác lên cho em là viên xin lỗi các bác, đó là cái viên tẩy lồng giặt nhá. Đấy. Thì cái này thì nó rất là tiện đây. Ví dụ như là một năm thì các bác nên vệ sinh cái lồng giặt cho em là từ 10 đến 12 lần, thấp nhất là 10 lần thì ở đây nó sẽ có cho các bác là 12 viên. Đấy, 12 viên mỗi tháng dùng một lần cho em. Mỗi tháng dùng một lần cho em thì các bác chỉ cần bỏ cái viên này vào thôi. Sau đó thì các bác bật cái chế độ tẩy lồng giặt lên. Đấy, và cái giá thì bên shop đang cái tẩy lồng giặt này bao nhiêu? Qua lên cho em là tẩy lồng giặt nhá. Đấy, tẩy lồng giặt. Giá của nó sẽ là 25k. Nhà nào cũng có máy giặt rồi, các bác nên dùng thường xuyên cho em để vệ sinh cái máy giặt đi cho nó khỏi vi khuẩn này, khỏi bụi bẩn, rồi nói chung là đa di năng luôn. 25k cho một cái hộp tẩy lồng giặt như này. Cái này thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đây nó sẽ là một con đèn ngủ này, vừa là đèn ngủ vừa là có tính năng đuổi muỗi cho các bác luôn. Đó thì các bác chỉ cần cắm vào điện như này thì thứ nhất của nó sẽ là làm đèn ngủ và thứ hai là có tính năng để giúp đuổi muỗi. Đấy, xua đuổi muỗi rất là tốt cho bác luôn. Đèn ngủ đuổi muỗi. Qua lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi, giá của nó sẽ là đèn ngủ đuổi muỗi này. Đó, đèn ngủ đuổi muỗi. Đèn ngủ đuổi muỗi, giá sẽ là 45k nhá. 45k cho cái đèn ngủ đuổi muỗi như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dầu gội đầu hàng của thương hiệu Clear nhá. Giá sẽ là 80.000 cho một lọ như này. Lọ này thì dung tích của nó sẽ là vào gần 450ml các bác nhá. Đấy. Giá sẽ là 80k nhá. 80k cho một lọ dầu gội đầu Clear như này. Có hai màu, màu trắng và màu xanh. Đấy, thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đấy. Màu xanh này thì bạc hà nó sẽ mạnh hơn, còn màu trắng này thì cũng có bạc hà. Nam nữ đều dùng được cả. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Unilever này, Unilever, và hàng nội địa của Thái Lan nhá. Đây, Bangkok Thái Lan qua này. Đấy, Bangkok Thái Lan. Giá thì sẽ là 80k nhá. 80k cho một lọ dầu gội đầu Thái Lan như này. Đó, dung tích của nó thì sẽ là 450ml các bạn này, 450ml nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái
Các bác lên mã giúp cho em đó là cái sen cao su nhé. Đấy, đây nó sẽ là một cái đầu vòi sen như này, một cái đầu vòi sen như này các bác này. Đấy, một đầu vòi sen như này có đóng ngắt trên tay như này nhá, có đóng ngắt trên tay và có cái đầu cao su này, thì các bác dùng tắm rửa thì mình kỳ cọ massage nó rất là tiện ích luôn. Đấy, đây và có điều chỉnh tăng giảm áp lực nước ở đây nhá. Đấy, và có kèm với các bác là dây nối dây nước đàng hoàng như này, dây nối dây nước, dây cáp dẫn nguồn đàng hoàng nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là sen cao su, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá. Đấy, sen cao su giá của nó sẽ là 90k cho một cái bộ vòi sen cao su như này. Cái này thì rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chắn gió bếp ga nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái chắn gió bếp ga như này. Các bác chỉ cần đặt lên cái phần bếp ga nhà mình thôi thì khi mà các bác đun nấu rồi mình sử dụng thì nó sẽ không bị cái gió nó tạt mất gió đi, nó gây cho các bác là hao ga nhá. Thì con này dùng rất là tiện. Lên cho em là chắn gió bếp ga, giá là 25k. Các bác chỉ cần đặt vào cái bếp ga nhà mình thôi, đặt vào cái phần bếp ga nhà mình, khi mình đun nấu thì có gió giếc là nó sẽ không bị tạt và các bác dùng nó đỡ hao ga hơn rất là nhiều luôn, và nó giữ cái nhiệt ở trong cái đáy bếp thì khi các bác đun nó rất là tiện ích nhá. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái lọ thuốc nhỏ mắt nhá. Đây, lọ thuốc nhỏ mắt này. Hàng này thì sẽ là 60.000 nhá, 60.000 cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Đấy, các bác lên cho em là thuốc nhỏ mắt nhá. Đấy, thuốc nhỏ mắt giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Đấy, hàng này thì cực kỳ tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Hàng này của nó sẽ là hàng nội địa của Nhật nhá, hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, hàng nội địa của Nhật này, bổ sung cho bác vitamin E, B6, N, A và vitamin K này. Đấy, 100% hàng nội địa của Nhật, yên tâm sử dụng luôn. Lên cho em là thuốc nhỏ mắt nhá, giá của nó sẽ là 60k cho một lọ như này, rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Để mai giúp cho em đó là thuốc nhỏ mắt, giá sẽ là 60.000 cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Đấy, hàng nội địa của Nhật. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình 20 nhá. Bình 20 dung tích của nó sẽ là 2 lít. Đấy, các bác lên cho em là bình 20 này. Bình 20 dung tích của nó là 2 lít và 2 lít cả vỏ nhá. 2 lít cả vỏ giá chỉ có 80k thôi. Chất liệu của nó thì bằng inox 304. Đấy, có nắp đậy nhựa đàng hoàng như này. Các bác có thể dùng để mình đựng các cái loại nước uống, đồ uống rất là tiện ích nhá. Đấy, nắp đậy có gioăng cao su mềm như này, rất là tiện ích, an toàn vệ sinh. Đấy, không lo bị vi khuẩn xâm nhập này. Đấy, chất liệu của nó thì bằng inox 304 nhá, dày dẫn sáng bóng đẹp cho các bác luôn. Đấy, con này thì không có chức năng giữ nhiệt thôi, nó chỉ là một cái bình đựng nước thông thường thôi. Thì các bác có thể dùng để mình đựng nước này, pha trà, pha cà phê rồi pha các cái pha đựng nước uống, nước lọc rồi nước chè, nước chiếc các bác bỏ đây cho em. Đấy, mình đựng nước uống nó rất là tiện. Bình 20 giá thì dung tích là 2 lít cả vỏ và giá thì chỉ có 80k thôi. 80k cho một con bình 20 như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là một cái ghế hơi này, đây một cái ghế hơi, nó sẽ là bao gồm là một cái nhỏ một cái to như này. Về nhà thì các bác ra cửa hàng mình họ bơm hơi cho các bác là mình sử dụng thôi. 350.000. Lên mã giúp cho em đó là ghế hơi nhá, ghế hơi. Giá sẽ là 350k. Thì về nhà các bác mang ra cái cửa hàng sửa chữa xe máy hoặc nhà các bác nào có máy bơm hơi thì các bác bơm vào cho em. Đó, các bác bơm vào cho em rất là tiện luôn. Đây, nó sẽ to như này. Con này thì cái chiều cao của nó là 1m16 này. Đấy, chiều rộng của nó là 98 này. Đấy, đây hai chiều đây. Đây đây nó có cái thông số đây các bác này. Đấy, thông số đây. Đấy, để cho các bác sử dụng nhá. Nó rất là tiện luôn đây. Thông số này, cao 1m16 này, chiều về sau là 83 này và chiều rộng này là 98 này. Đó, còn con này thì 3162. Đó, hai con nhá. Đấy, đầy đủ các cái thông số đây như này để các bác sử dụng luôn. Nên mã giúp cho em là ghế hơi, giá của nó sẽ là 350.000 cho ghế hơi như này nhá. Bao ship tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về các bác sản phẩm đó là cái con máy mài gót chân này. Đấy, đây nó sẽ là một con máy rất là tiện, có kèm cho các bác một cáp sạc này. Đấy, một đầu máy và hai viên đá mài nha. Các bác có thể dùng để mài các cái phần da khô nứt nẻ ở tay này, chân này, rồi các cái phần như là gót tay, gót chân này. Đấy, các cái phần nào các bác hay bị khô này, bị nứt nẻ này, mùa nồi nồm hanh khô này, các bác dùng cái máy này xem. Đấy, các cái phần mà da nó thừa, da nó chết ấy, các bác mài đi xem. Đó, thì nó vừa vệ sinh này, vừa sạch sẽ này. Đấy, nó tái tạo da và bên shop có bán kèm cả cái cao ngựa luôn. Đấy, thì một cái máy mài gót chân như này thì giá của nó sẽ là 100 các nhá. 100, còn cao ngựa là 30.000. Lên trên là máy mài gót chân, giá của nó sẽ là 100k cho con máy mài gót chân như này đây. Đấy, các bác dùng để mài gót chân này, rồi tay chân đều được hết nhá. 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con các bác lên mã giúp cho em đó là cái súng thư giãn nhá, súng thư giãn. Đây nó sẽ là một cái súng như này các bác này. Đấy. Chất liệu của nó thì bên trong của nó là bằng bằng đồng nhá, quận bằng đồng, và hàng này của nó thì nó sẽ là chạy bằng pin sạc nhá. Pin sạc rất là tiện. Các bác có thể dùng để massage này, các bắp tay, bắp chân này. Đấy, dùng để massage này rất là tiện các bác. Đấy.
máy chạy rất là mạnh luôn và có tới 6 cấp độ nhé. Các bác có thể sử dụng tới 6 cấp độ luôn. Đó. Rất là mạnh. Rất tiện ích luôn nhé. Đó, dùng rất là mạnh luôn. Con này thì giá chỉ có 170.000 thôi. 170.000 cái súng massage này thôi. Và nó sẽ có cho các bác là 4 đầu như này nhá. Đấy, 4 đầu như này. Để các bác thích sử dụng cái đầu nào thì mình sử dụng. Đấy, đầu nhọn, đầu tròn, đầu đấm đầy đủ cho các bác luôn. 170.000 cho một con súng thư giãn như này. Đấy, nó sẽ là một cái hình khẩu súng nhá. Hình khẩu súng các bác có thể tự cầm tay hoặc là mượn người khác. Ông bà vợ chồng mình đấm thay cho nhau cũng rất là ngon luôn. Đây nó sẽ là mình hình khẩu súng như này các bác này, hình khẩu súng như này. Lên cho em là súng thư giãn nhá. Đấy, súng thư giãn. Giá sẽ là 170k nhá, 170k cho cái súng thư giãn như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một dòng sản phẩm đó là cái cân sức khỏe nhá. Con này thì sẽ là 100.000. Đấy. Hàng thì sẽ kèm sẵn pin cho các bác luôn. Về nhà các bác chỉ việc là lắp pin vào cho em là xong. Đấy, riêng cái dòng này thì nó đã có sẵn cho các bác một đôi pin rồi. Và bác cứ đặt đây là mình sử dụng thôi. Đấy, rất là ngon lành cho bác luôn nhá. Đấy, mặt của nó là mặt kính cường lực, cân được tối đa lên tới 180kg. Đây em sẽ cân cho các bác xem này. Đấy, cân nặng của em thì hiện tại bây giờ đang là 67 các bác này, 67 cân này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho cái cân sức khỏe như này các bác nhá. Lên mã cho em là cân sức khỏe. Giá của nó sẽ là 100k tròn, 100.000 cho cái cân sức khỏe như này. Con này thì nó rất là tiện ích, các bác có thể vừa dùng để làm cân sức khỏe này, vừa cập nhật cho các bác cả nhiệt độ luôn. Ở đây nó có cập nhật cho các bác cả nhiệt độ luôn. Đấy, nhiệt độ là 17 độ C. Đấy, thì một con cân như này giá thì chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là cân sức khỏe nhá. Đấy, cân sức khỏe giá sẽ là 100.000, cân sức khỏe này. Giá sẽ là 100k nhá, 100.000 đến cân sức khỏe như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bình nhiệt hàng quân đội Mỹ nhá. Đấy, lô này bên shop về thì nó sẽ có cho các bác là màu đỏ, màu xanh đen và màu đỏ đen thôi ạ. Màu đỏ, màu đen và màu inox nhá. Đấy, có màu đỏ, màu đen và màu inox, ba màu như này. Dung tích là 1,5 lít. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 nhá. Con này thì dung tích 1,5 lít luôn. Hàng của nó theo mặc định của nhà sản xuất thì là giữ lạnh là 36 tiếng này, giữ nóng là 24 giờ nhá. Đấy, có lưới lọc như này. Ưu điểm là hàng bình to 1,5 lít nhá, inox 304 các bác này, su 304, bình to 1,5 lít, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Dung tích 1,5 lít luôn. Đấy. Các bác đừng con này để mình đi học, đi làm, đi chơi, đi du lịch, đi phượt đều ok hết nhá. Đấy. Có nắp nhá, có nắp. Hàng này thì nó sẽ là hàng của quân đội Nhật nhá. Đấy. Hàng quân đội Mỹ, hàng quân đội Mỹ nhá, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Bình nhiệt quân đội Mỹ, giá thì sẽ là các bác lên trên là bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Giá của nó sẽ là 180k. Đấy. Đây mã giúp cho em đó là bình nhiệt quân đội Mỹ này. Đó. Bình nhiệt quân đội Mỹ này. Đó, bình nhiệt quân đội Mỹ. Giá sẽ là 170k nhá. 170 180. 170.000 nhá. 170.000 cái bình nhiệt quân đội Mỹ này. Giá rất hợp lý các bác nhá. Trước là bên em bán 8 giờ chỉ về cho các bác 170.000 thôi. 170k. Giá rất hợp lý, quay đeo quay sách đàng hoàng. Hàng chất lượng, giá tốt cho bác luôn. Cái này bên shop bán rất là nhiều rồi. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhé. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật các mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng thì rất là đơn giản thôi, từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi. Các bác cứ mua đủ cho em 200 là bên em sẽ bao ship. Số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Bên em thì ship code toàn quốc, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop về cho bác một cái mã đó là cái thuốc nhỏ mắt các bác nhá. Thuốc nhỏ mắt con này thì nó sẽ là 60.000 cho một lọ như này. Một lọ này của nó là 12ml. Đấy, bổ sung cho các bác vitamin E này, vitamin B6 này, vitamin K này, đấy, NA nữa. Đây nó sẽ là một cái dòng thuốc nhỏ mắt cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Đấy, thì các bác dùng nó rất là tốt. Đấy, hàng nguyên đai, nguyên tem, nguyên kiện như này. Hàng nội địa của Nhật nhá. Một lọ này của nó thì rất là nhiều luôn. Và các bác dùng thì rất là thích luôn. Hàng này thì đủ cho các bác về đầy đủ các thông số nhá. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan cho bác nhá. Đó, đây. Bổ sung các cái dưỡng chất này. Đấy. Vitamin E này, B6 này, NA này, rồi K này. Đấy, đều là các cái dưỡng chất rất là tốt cho đôi mắt của mình luôn. Và một lọ này sẽ là 60k. Các bác lên cho em là thuốc nhỏ mắt nhá. Thuốc nhỏ mắt giá sẽ là 60.000. Đấy, lên cho em là thuốc nhỏ mắt này. Đấy, thuốc nhỏ mắt. Nhỏ mắt nhá. Giá sẽ là 60k cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái
lót toilet nhá. Đấy, lót toilet như này. Thì con này nó sẽ là có cho các bác cái miếng dán đi kèm này, có cho các bác cái miếng dán đi kèm ở đây luôn. Thì về nhà các bác chỉ cần bóc cái miếng dán này ra, sau đó thì mình dán lên cái bệt toilet thì mình là xong. Thì con này nó rất là tiện luôn. Lên cho em là lót toilet nhá. Giá sẽ là 35k. Lót toilet 35.000. Cái này thì nó sẽ là bằng cái dạng như là một cái dòng xốp mềm nhá, dòng xốp mềm như này. Thì các bác ngồi nó rất là êm và không bị lạnh nhá, không bị lạnh. Đặc biệt là miền Bắc này mùa đông lạnh thì các bác dùng cái này cho em. Giá của nó sẽ là 35k cho một cái lót toilet như này các bác nhá. Lót toilet 35.000. Sản phẩm tiếp theo. Đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái xi đánh giày này. Xi đánh giày thì giá rất là ưu đãi cho các bác luôn, chỉ có 30k cho một lọ xi đánh giày như này thôi. 30.000 cho một lọ xi đánh giày như này thì con này nó rất là tiện. Đây nó sẽ có cho các bác là một lọ xi như này và kèm thêm cho các bác là một cái miếng bông đây, một cái miếng bông như này. Đấy thì các bác chỉ cần là bóc cái xi này ra này, sau đó các bác chấm vào, sau đó thì các bác đánh vào giày cho em. Đấy thì nó rất là tiện ích luôn. Bao gồm cho các bác là combo một lọ xi. Đấy, một cái miếng mút như này để các bác trà đánh rất là tiện ích luôn. Thì bên shop về nó sẽ có hai màu nhá, một là màu đen, hai là màu nâu. Thì con này các bác dùng chuyên để đánh giày cho em rất là tiện luôn. Đó, hàng thì cực kỳ là cao cấp cho các bác nhá. Đây, hàng của thương hiệu Biki này, hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và con xi đánh giày này thì nó sẽ có màu đen và màu nâu. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k nhá. Các bác lên cho em đó là xi đánh giày này hoặc là xi giày nhá. Xi giày này, giá của nó sẽ là 30k cho một lọ như này nhá. 30.000 cho một lọ xi đánh giày như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ nạo 3 món nhá. Đấy, nạo 3 món thì đây nó sẽ là một cái nạo rất là tiện dụng luôn. Đấy, bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 món để các bác sử dụng nhá. Và cái giá thì chỉ có 25.000 cho cái nạo 3 món như này thôi. Giá chỉ có 25k thôi. Đây nó sẽ là một cái nạo đứng này. Đấy, một cái nạo đứng này. Thì cái nạo đứng này nó sẽ có hai mặt, là một là nạo sợi, hai là nạo nạo vỏ bình thường này. Đấy, tiếp theo là một cái nạo này thì nó sẽ là một cái nạo nằm ngang như này và có cái đầu này để các bác khoáy cái phần sâu này. Đấy, và có cho các bác là một con dao như này, một con dao kèm cái nhíp này để các bác nhổ lông gà, lông gan, lông vịt này. Đấy, và cái này làm lòng gà, lòng cá rất là ok. Đấy, bộ sản phẩm bao gồm là 3 món như này nhá, combo 3 món như này. Mà cái giá thì cực kỳ ưu đãi cho bác, chỉ có 25.000 thôi. Bây giờ nếu các bác mua một cái nạo thường ở ngoài chợ họ cũng phải bán cho các bác là 20.000 rồi, 15-20.000 rồi. Thế mà đây cả cái bộ 3 món để các bác làm trong nhà bếp như này mà giá chỉ có 25.000 thôi, 25.000. Giá rất là ưu đãi cho các bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là nạo 3 món nhá, nạo 3 món. Giá sẽ là 25k. Đó, nạo 3 món này. Nạo 3 món, giá của nó sẽ là 25k nhá. 25.000 cho cái bộ nạo 3 món như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khăn các bác lên cho em đó là khăn lau các bác lên cho em là khăn lau kính nhá. Con này thì nó thấm hút các cái dòng bụi bẩn rất là tốt luôn. Đó, tại vì ở đây nó sẽ là một cái lớp dạng như là một cái lớp xốp này. Đấy, nó nói chung là nó một cái chất để nó hút hút được cái bụi bẩn cái kính vào, cho nên là khi các bác lau nó rất là sạch và nó không để lại vệt đâu. Đấy thì một bịch này của nó sẽ là 10 chiếc. 10 chiếc và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000. Thì các bác chuyên dùng để lau kính này, kính ô tô này, cửa kính rồi, tủ kính rồi, bể cá, bể kia các thứ, nói chung là rất là tiện luôn. Các bác dùng chuyên về cái đồ kính cho em thì rất là tiện. Đặc biệt là bác nào có ô tô con ấy mà hay phải lau chùi thì các bác dùng cái này cho em nó cũng rất là mê ly luôn. Dùng nó tiện và lau nó rất là sạch và không để lại vết nhá. Đấy, lên cho em là khăn lau kính nhá. Lên cho em là khăn lau kính này. Khăn lau kính, số lượng của nó là 10 chiếc và giá sẽ là 50k nhá. 50k trên một bịch như này bao gồm 10 cái thì nói chung là giá cũng chỉ vào 5.000 một chiếc thôi. 5.000 cho một chiếc này thôi và cũng rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái băng gạc các bác nhá. Đấy, băng gạc đây. Đấy. Cái này chưa bán bao nhiêu đây? Cái băng gạc này. Băng gạc nhá. Đấy, một hộp này của nó thì sẽ là to nhỏ lớn bé đầy đủ, này là 100 cái nhá, 100 chiếc luôn. Đó, hộp này là 100 chiếc. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 25.000. Cái này thì các bác nên để trong 20 à? Giá là 20.000 nhá. Thì các bác nên để, giá rất là tốt luôn, chỉ có 20.000. Tính ra vào chỉ có 200 con cho một chiếc như này thôi. Đấy, mà các bác có cho em là tới 100 cái luôn, to nhỏ lớn bé mẹ con đủ cả. Đấy, cái này thì rất là đơn giản này thôi. Đây, các bác chỉ cần là bóc nó ra này. Đấy, sau đó thì các bác bị đau, bị tay tay chân, bị xây xước, bị đứt chảy máu ở đâu. Đấy, hoặc các bác nặn mụn, nặn miếc thì các bác chỉ cần dán vào cho em là xong này. Đấy, con này của nó thì cái độ dán của nó rất là tốt luôn, độ bám của nó rất là tốt. Thì các bác bị đau chân rồi đau tay rồi chảy máu tay máu chân thì các bác dùng cái này cho em rất là tiện. Lên mã giúp cho em là băng gạc nhá. Đây, nó sẽ có cho các bác kích thước này, to này, nhỏ này, nhỡ này và tròn này. Đấy, dài tròn dẹt đầy đủ cho bác luôn. Độ bám dính của nó rất là tốt nhá. Cái này các bác rửa nước thoải mái luôn.
lên mã giúp cho em đó là băng gạc nhá, lên cho em là băng gâu này, đấy băng gâu, băng gâu nhá, giá của nó sẽ là băng gâu, giá của nó sẽ là 20k nhá, 20k trên một hộp như này thôi, 20k trên một hộp này. Hộp này của nó sẽ bao gồm cho anh em các bác là đi 100 miếng luôn, 100 miếng theo hồ thoải mái sử dụng nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ khay, các bác lên mã giúp cho em là khay nhả kem nhá. Đấy, khay nhả kem. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái bộ còn sản phẩm bao gồm cho các bác là ba cái cốc như này, ba cốc này các bác này. Đấy. Ba cái cốc và một cái khay như này. Đây. Một cái khay như này nhá. Con này thì nó sẽ có từ hít cho các bác luôn, có từ hít này, các bác này. Đấy. Có từ hít thì các bác dùng rất là thích luôn. Ở đây thì các bác cho cái lọ kem đánh răng vào đây nhá, và nhấn này là kem nó sẽ chảy ra này, xoáy cái nắp này ra. Xoáy cho em cái giòn này ra này. Đấy, xoáy lọ kem đánh răng vào đây là xong. Đó, và các bác nhấn nha, nhấn cái bàn chải vào đây. Đây thì cái hộp để các bác đựng đồ linh tinh này. Và đây nó sẽ kèm cho các bác là cái móc dán này, hai cái móc dán luôn, các bác dán lên tường là xong, mình không không cần phải khoan đục gì. Đấy, nó rất là bất tiện nhá. Đấy, thì ở đây nó sẽ có cho các bác là combo đầy đủ cho các bác luôn để các bác sử dụng nhá. Giá thì một cái bộ như này, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có cho các bác là một cái này bao nhiêu nhỉ? Cái khay khay nhả kem này này. Cái này lên là khay nhả kem à? Cái này các bác lên cho em là kệ nhả kem nhá, kệ nhả kem, kem đánh răng, giá chỉ có 180k thôi. Đây em sẽ có cái video sử dụng thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Bộ này của họ thì có 2 cái ly thôi. Đấy, bộ nhà em là có tới 3 cái ly luôn để cho các bác sử dụng nhá. Đấy. Đấy các bác thấy không? Ấn vào là ngon này. Tốt quá, hôm nay mình mới bóc thêm một cái, dán thêm cái trong nhà vệ sinh tầng dưới. Loại này mình mua thì có hơi hát với cái đầu một chút. Nó chỉ có 2 ly nhưng tới 2 đầu nhả kem, rất phù hợp và hữu tiện cho các bác lắp vào là xong. Hay dùng kem đánh răng riêng biệt. Ngoài hai cái hát biệt về đầu bắt kem và ly ra, thì cái kệ này còn có thêm một cái hộp để mình có thể đựng lược hoặc là dụng cụ vệ sinh khác. Xoáy lọ kem ở đây cho em xong này. Nhấn nhả ra là xong này. Đấy. Hết đó cũng có thêm một cái hộp tủ để mình có thể đựng bông để che hoặc là món đồ gì đó sợ bị ướt. Đầu bắt kem thì cực kỳ dễ lấy luôn, mình chỉ cần ấn một lần là đã ra kem rồi. Nếu muốn kem ít thì mình ấn nhẹ, còn nếu như muốn kem nhiều thì mình ấn mạnh nha. Còn nói về độ bám rất là ngon luôn các bác nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Lên cho em là kệ nhả kem nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái set thìa của Đức nhá. Đấy các bác lên cho em là thìa Đức này. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 chiếc, hàng của thương hiệu Winling, hai hình người của Đức này. Hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Và con này thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị cái giá cực kỳ tốt luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là kệ nhà, à xin lỗi các bác là bộ thìa Đức nhá. Đấy, lên cho em là hộp thìa Đức. Giá thì chỉ có cho các bác là lên cho em là hộp thìa Đức này. Đấy, lên cho em là hộp thìa Đức nhá. Đó. Hộp thìa Đức, giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một hộp thìa Đức như này, bao gồm cho các bác là 5 chiếc. Đấy, 5 cái. 60.000 trên 5 cái nhá, trên 5 cái cho các bác luôn. Hàng đẹp sáng bóng tuyệt vời cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay đơn chốt về cho các bác một cái mã sản phẩm, đó là cái đây các bác nhá, cái máy vắt cam nha các bác nhá. Máy vắt cam thì con này thì nó sẽ là dòng của thương hiệu Socani. Socani, hàng Nhật xuất, sử dụng của nó sẽ là đây. Đấy, điện 220 đến 240V 50Hz, công suất là 45W, chuyên dùng để các bác vắt cam rất là ngon luôn. Con này vắt cam tiện lắm. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là hạt rẻ rồi. Một con máy vắt cam ngon lành, chất lượng như này em đã có rất là nhiều cái video em quay test thực tế cho các bác rồi. Đấy, đây, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, một con máy như này các bác, đấy, sẽ có cho các bác là cái khay này, đấy. Và một cái ô này, cái ô này thì các bác có thể tháo ra như này, đấy. Cắm điện vào cho em nhé, các bác cắm sử dụng điện trực tiếp điện 220 cho em, lắp vào này. Đấy, các bác để lên đây cho em, để lên cho em là các bác bổ cam ra là mình cắm điện vào là nó sẽ chạy thôi, cắm điện vào nó sẽ chạy các bác nhá, thì nó rất là tiện luôn. Con này thì giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 200, cái máy vắt cam này bao nhiêu đấy, 190.000 cho cái máy vắt cam này thôi nhá. Đấy, trước em đang bán là 200 mấy đấy, đặt này về chỉ có 190.000 cho một con máy vắt cam này thôi. Cắm trực tiếp điện 220 cho em này, đây em cắm trực tiếp điện này. Đấy, các bác chỉ cần nhấp này là máy chạy này, đây đây nhá, nhấp này. Đấy, nhấp này, đấy, ví dụ tay em là quả cam này, đấy các bác theo đây. Nó chạy rất là tít luôn nhá. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, các bác nhìn tay em. Đấy. Đây. Thì các bác cứ nhấp này nó chạy thôi. Lực của nó rất là tốt luôn nhá. Đấy. Các bác muốn nó xoay ngược lại thì mình nhả ra nhấp, nhả ra nhấp là nó sẽ xoay ngược lại. Rất là tiện nhá. Máy vắt cam như này, giá thì chỉ có cho các bác là 190.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là máy vắt cam nhá. Máy vắt cam, giá sẽ là 190k. 190k cho em máy vắt cam như này. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chổi cọ vịt nhá. Đây. Một cái chổi cọ vịt như này các bác này. Đấy, một con cọ vịt như này rất là tiện cho bác luôn. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là
một đầu chổi này, một miếng dán này. Đấy. Cái này thì sẽ kèm cho các bác luôn là cả một cái lông này nữa này. Đây, một cái đầu này. Các bác lắp vào cho em này. Sau đó thì các bác không dùng nữa, mình đặt lên cho em, rất là tiện luôn. Và đây nó sẽ có miếng dán này, các bác dán lên tường nhá. Đấy, dán lên tường, treo lên tường cho em, rất là tiện. Đấy, lấy ra thì như này, đặt vào nó sẽ là như này. Đấy, lên cho em là cọ vịt nhá. Đấy, lên cho em là cọ vịt, giá thì cực kỳ ưu đãi cho bác luôn. Một cái bộ cọ vịt như này giá chỉ có cho các bác là 60k nhá. Các bác lên cho em là cọ vịt này. Giá nó sẽ là 60.000 cái cọ vịt như này. Rồi ok. Bàn chải vệ sinh, nó có miếng dán chắc chắn ở đằng sau, dán nó lên tường, không chiếm không gian và không ảnh hưởng đến việc dọn dẹp. Bàn chải hình vịt chất liệu của silicon mềm có thể chải khe hở sâu của bồn cầu. Tất cả các loại góc cạnh của nhà vệ sinh đều có thể chải được. Đến nhà hàng xóm mới biết đây là bàn chải vệ sinh, nó có miếng dán chắc chắn ở đằng sau, dán nó lên tường, không chiếm không gian và không ảnh hưởng đến việc dọn dẹp. Bàn chải hình vịt chất liệu của silicon mềm có thể chải khe hở sâu của bồn cầu. Tất cả các loại góc cạnh của nhà vệ sinh đều có thể chải được. Rồi ok các bác nhé, giá thì chỉ có 60.000 thôi. Hello chào các bác nhé, hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về các mã hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp nha. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi. Các bác cứ mua đủ cho em 200.000 nhé, còn dưới 200.000 thì các bác cố gắng hoan hỉ cộng thêm cho em 30.000 tiền ship nữa thôi. Đó, phí ship thì bên em chỉ thu có 30.000 thôi, hàng nhiều hay hàng ít thì nó phí chung là 30.000. Rồi ok. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là cái con máy đuổi chuột thông minh thôi nhá. Máy đuổi chuột thông minh. Con này thì giá chỉ có 35k thôi. Và về nhà các bác cắm trực tiếp vào dòng, lấy cho anh cái biển. Về nhà các bác cắm trực tiếp vào điện 220V cho em nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là máy đuổi chuột nhá. Đấy, máy đuổi chuột thông minh này. Máy đuổi chuột giá sẽ là 35k. Đó, lên cho em là máy đuổi chuột nhá. Máy đuổi chuột giá sẽ là 35k một chiếc. Đấy, 35k cho một con máy đuổi chuột như này. Con này rất tiện ích luôn. Đây, về nhà các bác cắm trực tiếp vào điện 220V cho em. Chuyên đổi chuột đổi côn trùng đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Máy đuổi chuột và côn trùng thông minh, tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến dán muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Lycomax xin kính chào quý anh chị ạ. Trên đây em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến dán muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Đó, con này thì rất là ngon lành đấy nhá. Giá thì chỉ có 35k cho một cái máy đuổi chuột này thôi. Các bác lên cho em là máy đuổi chuột, con này thì rất là tiện ích rồi. Bây giờ thì nhà bác nào cũng có chuột, có côn trùng thì các bác cứ dùng con máy này cho em là ok. Đó, máy đuổi chuột, côn trùng, giá sẽ là 35.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác hai cái dòng sản phẩm nước hoa nhá. Đấy, nước hoa thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đây nó sẽ là hai cái dòng nước hoa cực kỳ là thơm và rất là được thị trường ưa chuộng nhá. Đó là nước hoa của Chanel và nước hoa của Gucci. Đó. Hai cái chai này thì đều có dung tích của nó là 100ml các bác nhá, 100ml các bác. Đấy. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 100 Các bác lên cho em là nước hoa Chanel thì sẽ là 120.000 nhá, 120k cho một lọ nước hoa Chanel như này. Đó, còn nước hoa Gucci thì sẽ là 130k nhá, 130.000. Đó, các bác muốn lấy loại nào thì lấy, Gucci thì lấy mà Chanel thì lấy nhá. Dòng của Chanel này thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Pháp này. Đấy. Made in France các bác này. Đó, Made in France, hàng của thương hiệu Chanel và sản xuất tại Pháp nhá. Đó. Còn con này thì nó sẽ là nước hoa của Gucci này, Made in UK này, hàng sản xuất tại Anh nhá. Đấy. Thì hàng nguyên đai nguyên kiện như này. Đấy, hàng bóc siêu luôn, em cũng không có bóc ra đâu. Em để trực tiếp này em gửi cho các bác và em quay thì em cũng chỉ quay qua bên ngoài thôi nhá. Để cho khi các bác bóc hàng là nó nguyên siêu nguyên đai nguyên kiện như này các bác nhá. Nước hoa Gucci và nước hoa Chanel. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái mỏ hàn xanh các bác nhá. Mỏ hàn xanh. Thì con này công suất của nó sẽ là 150W. Đây nó sẽ là một con mỏ hàn cực kỳ là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là
một mỏ hàn và một cái phần đầu đẩy thiếc như này. Các bác lắp vào đây cho em này. Đấy, lắp vào đây cho em. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, made in Japan đây. Sử dụng điện 220V và công suất của nó sẽ là 150W. Khi các bác cho cái cuộn thiếc vào đây nhá, là mình bóp là nó sẽ cái thiếc nó sẽ theo cái trục bé này và đẩy ra ngoài thì nó sẽ chạm cái đầu này, là các bác chỉ việc hàn thôi, nó rất là tiện. Giá thì sẽ là 130.000 cho cái mỏ hàn thiếc như này nhá. Đấy, lên mã giúp em cho là mỏ hàn thiếc hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan coi này. Đó, made in Japan, hàng nội địa của Nhật, giá chỉ có 130k thôi. Các bác lên mã giúp em đó là mỏ hàn thiếc nhá, giá sẽ là, hoặc là mỏ hàn xanh, lên theo là mỏ hàn xanh, giá sẽ là 130.000. 130.000 cho một em mỏ hàn xanh như này. Thì nói chung là con này thì nó có tính năng là đẩy thiếc tự động, thì các bác dùng nó cũng rất là thích. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan các bác luôn. 130 à? Lên theo là mỏ hàn xanh nhá. Mỏ hàn xanh giá sẽ là 130k. 130.000 cho cái mỏ hàn xanh như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái cầm cho anh cái bộ gắp ấy ra đây. Gắp ba đĩa này. Đấy, thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái gắp nóng nhá. Các bác lên cho em là gắp nóng này. Con này thì sẽ là bao nhiêu? 30.000 cho một con gắp nóng như này. Con này thì gọi là gắp nóng, còn các bác có thể dùng để chiên rán này, lật bánh mì, bánh rán, rồi nói chung là đa di năng luôn. Đó. Thì con này các bác gọi cho em nó là gắp nóng nhá, gắp nóng. Con này thì rất tiện ích luôn. Giá của nó sẽ là 30k cho cái gắp nóng như này nhá. 30k cho mấy cái gắp nóng như này. Đó. Ngoài ra thì bên shop có một cái mã sản phẩm nó nhiều chi tiết hơn, đó là cái gắp bát đĩa nhá, gắp bát đĩa. Con này thì sẽ là 50.000 với gắp bộ gắp bát đĩa như này. Cái này thì các bác lên cho em là bộ gắp bát đĩa, giá sẽ là 50.000. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là cái này thì nó sẽ là một cái miếng lót này, miếng lót để các bác lót bát, lót đĩa này, xoong nồi này. Cái này là các bác bắt bằng tay này, bắt bằng tay. Và đây là nó sẽ có hai cái gắp. Cái này thì các bác có thể dùng để kẹp bát, kẹp đũa này. Con này, cái này để gắp đĩa này, để gắp đĩa này. Đó, thì sản phẩm sẽ là một bộ như này, chọn bộ như này và 50.000. Lên mã giúp em đó là bộ gắp bát đĩa nhé. Bộ gắp bát đĩa giá sẽ là 50k cho một bộ như này. Bộ này thì rất là nhiều chi tiết để các bác có thể là mình sử dụng thực tế luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Bộ gắp bát đĩa nó rất dễ bị bỏng. Giờ thì tôi đã có bộ bảo bối kẹp đồ nóng này. Đây là cái kẹp chuyên dùng để kẹp nhất các loại đĩa. Với tay cầm điều khiển linh hoạt, nó có thể kẹp được các loại đĩa có kích thước khác nhau. Đối với bát thì có thể dùng cái kẹp này. Đầu của nó làm bằng silicon chống trượt. Bạn có thể yên tâm lấy đồ ăn ra mà không sợ bát bị rời vỡ. Còn nếu bạn muốn lấy nồi hoặc đồ ăn ra trực tiếp thì có thể dùng đôi găng tay silicon cách nhiệt này. Thật sự nó tiện lợi vô cùng. Trước đây việc lấy đồ ăn mới hấp ra khỏi nồi đối với tôi là việc cực kỳ khó khăn, vì nó rất dễ bị bỏng. Giờ thì tôi đã có bộ bảo bối kẹp đồ nóng này. Đây là cái kẹp chuyên dùng để kẹp nhất các loại đĩa. Với tay cầm điều khiển linh hoạt, nó có thể kẹp được các loại đĩa có kích thước khác nhau. Đối với bát thì có thể dùng cái kẹp này. Đầu của nó làm bằng silicon chống trượt. Bạn có thể yên tâm lấy đồ ăn ra mà không sợ bát bị rời vỡ. Còn nếu bạn muốn lấy nồi hoặc đồ ăn ra trực tiếp thì có thể dùng đôi găng tay silicon cách nhiệt này. Thật sự nó tiện lợi vô cùng. Đấy, các bác lên cho em là bộ gắp bát đĩa nhá. Giá của nó sẽ là 50.000, bộ gắp bát đĩa. Bộ gắp bát đĩa này. Đấy, gắp bát đĩa giá sẽ là 50k nhá, 50k cho một bộ. Còn cái gắp nóng thì chỉ có cho các bác là 30.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dầu nóng của Hàn Quốc nhá. Đây nó sẽ là một cái dòng dầu nóng để các bác chuyên dùng để mình ví dụ như là các bác bị đau chân, đau tay, đau khớp cổ vai gáy này, cổ vai này, đốt sống lưng, đốt sống cổ này, rồi khớp gối này. Đó, thì dòng này nó sẽ là hàng của Hàn Quốc nhá. Dầu nóng của Hàn Quốc, dung tích của nó là 100ml. Các bác có thể dùng để mình bôi trực tiếp lên các cái phần nóng, các cái phần đau, sau đó thì các bác xoa đi. Đây, để các bác massage đi cho nó đánh tan các cái phần bị đau nóng bầm tím. Các bác dành cho người bị đau xương khớp, đau mỏi vai gáy, hoặc các bác chơi thể thao thì cũng dùng cái này rất là ok. Lên mã giúp cho em đó là dầu nóng Hàn Quốc. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này nhá. Lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một lọ như này thôi. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ chổi đó nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là chổi tự vắt. Con này thì nó sẽ có chiều dài của nó vào khoảng 1m2, 1m3. Và dòng này nó sẽ là vắt vắt bằng tay, các bác chỉ cần kéo là nó sẽ vắt thôi. Nó rất là tiện đây. Về nhà thì các bác xoáy kết nối các cái phần này vào cho em này. Đấy, nó sẽ có các cái phần nấc như này. Nấc này các bác xoáy vào cho em. Đây là cái phần đằng đuôi này. Các bác xoáy vào cho em. Chiều dài của nó vào khoảng 1m2 đến 1m3. Đây, rất dài luôn các bác này. Đấy, rất dài luôn. Các bác có thể dùng để lau trần nhà, rồi lau nhà, lau gầm bàn, gầm ghế rất là ok. Khi vắt thì các bác lưu ý các bác là thấm cho em cái ấy vào đây nhá. Đấy, thấm cho dầu vào, cho dầu lau vào thì nó sẽ, khi vắt nó sẽ trơn, dễ vắt hơn.
và các bác chỉ cần kéo này cho em này. Đấy, kéo này cho em là nó sẽ xoắn vào này này các bác. Đấy, nó sẽ bắt khô luôn. Và các bác đẩy ra nó lại xẻ bằng như này. Và con này của nó thì xoay 360 độ luôn, cho nên là các bác đưa vào các ngóc ngách đều được hết nhá. Đó, nó rất là tiện ích cho các bác luôn. Và giá thì chỉ có 100k cho cái chổi tự vắt này thôi. Khi vắt thì các bác kéo lên như này là đã vắt rồi. Các bác có thể lau trần nhà, lau bàn ghế, rồi lau tủ, lau sàn nhà đều ok hết. Con này nó lau đa di năng được nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho một cái mã chổi tự vắt như này. Đấy, giá chỉ có 100k thôi. Đây mã của em đó là chổi tự vắt, giá sẽ là 100.000 một chiếc. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Nó cũng khá là tiện. Khá là tiện thôi nhá. Đấy. Chổi tự vắt giá sẽ là 100.000. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác một cái mã chổi nữa, đó là cái chổi chữ nhật đây. Giá thì sẽ là 80.000 cho bọn em chổi chữ nhật như này. Đấy, con này thì nó cái bản chiều lau của nó thì sẽ dài hơn vào khoảng gần 40 cm. Và con này nó cũng là vắt tự động luôn. Các bác chỉ cần đẩy qua là nó sẽ vắt tự động cho các bác luôn. Nó cũng rất là tiện, giá thì chỉ có 80.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con massage các bác này. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là con này thì các bác lên cho em đó là súng massage nhá, hình khẩu súng như này. Đấy, và nó massage rất là khỏe luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 4 đầu. Các bác chỉ cần lắp vào. Đấy, giữ cái phím này nó sẽ lên này và tăng tốc ở đây. 1 2 3 4 5 6 có 6 cấp độ như này các bác này. Đấy. Đấy. Dùng rất là mạnh các bác này. Các bác có thể dùng để massage cổ, vai, gáy, bắp tay, bắp chân, rồi lưng, rồi cổ đều ok hết nhá. Đấy, nó dùng rất là mạnh luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác để các bác dùng để massage vào các cái bó cơ này. Đấy, lòng bàn tay, lòng bàn chân, rồi các bác giữ lì này nó sẽ tắt nhá. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác là 4 đầu luôn, 4 đầu. Đấy, đầu tròn, đầu tày, rồi đầu hình súng thôi nhá. Đấy, đây, nó sẽ là hình khẩu súng như này. Lên cho em là súng massage nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn, chỉ có 170.000 cho một con súng massage này thôi. Lên mã giúp cho em nó là hình khẩu súng như này nhá. Đấy, nó sẽ là hình khẩu súng như này. Đó, lên cho em là súng massage nhá. Súng thư giãn nhá. Đấy, súng thư giãn. Giá của nó sẽ là 170k cho một em súng thư giãn như này. Rồi ok. Vâng, lại là em Phạm Huấn đây các bác nhá. Đó, rất vui, trân trọng cảm ơn quý các bác. Anh chị đã quan tâm đến shop, theo dõi, ủng hộ như là mua các mặt hàng của bên em. Đó thì các bác lưu ý cho em là đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi. Các bác cứ mua đủ 200 là bên em sẽ bao ship. 100, 700, 800, 900, 200 thì các bác cứ làm tròn lên cho em là 200 là được. Đó. Còn dưới 200 thì hoan hỉ cộng thêm cho em 30.000 để ship, nên em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải lâu chờ đợi. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái kem đánh răng nhá. Thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu, một mẫu là của Nhật và một mẫu là của Hàn. Dòng của Hàn Quốc này thì chuyên là làm trắng răng nhá, tỷ lệ làm trắng răng là lên tới 93%, và con này thì giá của nó sẽ là 40.000 cho một lọ kem đánh răng Hàn Quốc như này. Đấy, giá sẽ là 40k nhá. 40k cho lọ kem đánh răng Hàn Quốc chuyên làm trắng răng. Đấy, con này thì thị phần bán của nó là số 1 của Hàn Quốc luôn. Thị phần bán của nó là số 1 Hàn Quốc luôn nhá. Và chuyên làm trắng răng không nhá. Đấy, bác nào mà răng ố vàng rồi răng xỉn, răng bị ố vàng lâu năm thì các bác cứ dùng cái này cho em, một liệu trình là từ 2 đến 3 hộp là sẽ khỏi hết luôn. Đấy, chuyên chống viêm ố răng không nhá. Đây, hàng made in Korea này, made in Korea. Giá sẽ là 40k nhé. Con này thì đợt này hàng nó sẽ về cao hơn một chút nhé. 40 thì đợt này về nó sẽ là lại là 50k nhé. 50.000. 50.000 cho một lọ kem đánh răng Hàn Quốc như này. Lên cho em là kem đánh răng Hàn Quốc, giá sẽ là 50.000. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là hàng kem đánh răng của Nhật nhé. Đấy, con của Nhật này thì nó sẽ là dòng chuyên trị viêm níu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng. Đây, đấy, nó sẽ là màu đỏ này. Tinh chất của nó là tinh chất gạo Nhật và hàng của thương hiệu Sun Star này thì các bác biết rồi, nó là một thương hiệu nổi tiếng của Nhật luôn. Hai cái mẫu này thì nó đều không có niêm phong đâu nhá. Đấy, hàng nó sẽ không có niêm phong các bác. Đấy, và nó sẽ là hàng trực tiếp không có niêm phong. Còn về nhà các bác lại bảo là xé mất niêm phong thì nó không đúng. Đấy. Và con này thì sẽ là 70.000. Con đánh răng của Nhật này thì nó rất là thơm các bác, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Đấy. Giá thì sẽ là 70k nhá. 70k cho lọ kem đánh răng Nhật như này. Dung tích của nó sẽ là 120g các bác này. Đấy. Hàng thì nó cũng là hàng made in Japan này. Đấy, 170g nhá. 170g. Hàng made in Japan, về nhà các bác lấy chữ Google dịch cho các bác dịch này. Chữ này của nó sẽ là chữ made in Japan, 170g. Đấy, còn con này của nó thì sẽ là 120g nhá. 120g. Con của Hàn Quốc này sẽ là 120g. Đó, 50.000. Con của Nhật này là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ khẩu này. Các bác lên cho em là khẩu 12 nhá, khẩu 12. Con này thì dòng này là 12 chi tiết. Đấy. Dòng này thì nó sẽ là hàng cao cấp của Nhật luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới thì các bác anh chị cái giá siêu hạt rẻ luôn, chỉ có cho các bác là
160.000 thôi. Đấy. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm một tay công, một tay nối dài và 10 đầu khẩu từ 8 đến 24. Bây giờ nếu các bác ra ngoài cửa hàng các bác mua nguyên một cái tay công như này nó sẽ bán cho các bác khoảng 100 đến 120.000. Đây mà các bác mua cả một cái bộ khẩu đầy đủ các chi tiết như này cho em. Đó. Đây là tay nối dài này, tay nối dài đây các bác này. Đấy và một tay công này, các bác này. Đấy, tay công đây. Hàng thì của nó sẽ là hàng mạ chrome nha. Đấy. Hàng mạ chrome cho các bác luôn, sử dụng thì cực kỳ là yên tâm luôn. Đây các bác này. Đấy, có tay xoáy nhanh, tay đảo chiều, hàng mạ chrome cho các bác luôn. Đấy. Đây các bác có thể lắp trực tiếp này. Đấy các bác có thể lắp trực tiếp ở đây. Đấy. Lắp trực tiếp ở đây mình sử dụng này. Đấy hoặc là qua tay công này, có đảo chiều luôn nhá, có xoáy nhanh có đảo chiều luôn. Bây giờ các bác ra cửa hàng mua nguyên một con này thôi, giá của nó đã phải là 100 giá của nó sẽ là phải là khoảng mua một tay công này nó sẽ vào khoảng 120 150 rồi. Đấy thế mà cả một cái bộ combo như này bao gồm cho các bác là 12 chi tiết nhá. Đấy 12 chi tiết. Giá bên shop đang gửi cho các bác cái giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Các bác lên cho em là khẩu 12 nhá, khẩu 12. Khẩu 12 160k nhá. 160.000 cho khẩu 12 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ V46 nhá. Bộ V46 bộ này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là khoảng từ 40 đến 46 chi tiết nhá. Đấy thì nó sẽ bao gồm cho các bác là các cái đầu vít này. Đấy, đầu vít này rồi là đầu khẩu này. Đầu vít đầu khẩu từ 4 đến 14 này rồi đầu công đầu kiếc đầy đủ cho các bác luôn. Đấy. Chọn bộ như này mà giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000. Nguyên cái đầu vít này các bác đã có cho các bác là 22 đầu vít rồi. Đầu vít này thì các bác có thể sử dụng trực tiếp cái tay tô vít này để các bác lắp vào mình sử dụng này. Đấy, nó sẽ là lẫy bi, lắp trực tiếp cái này và sử dụng này. Hoặc các bác có thể dùng cái tay xoáy nhanh này, đây. Tay xoáy nhanh các bác này. Đấy, dùng cái tay xoáy nhanh này. Đấy, con này cũng có xoáy nhanh có đảo chiều luôn. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là đầu công này. Đấy, đầu công như này. Nói chung là con này đa di năng lắm, các bác lắp vào đâu cũng được, sử dụng ở đâu cũng được, rất là tiện luôn. Đó. Và có cả cái tay ngoắt nghéo này để các bác luồn vào các cái vị trí khó này, tay ngoắt nghéo này để đưa vào các vị trí khó nữa. Đó. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Bây giờ các bác mua một cân tô vít bình thường cũng đã 101 rồi. Đấy. Thế mà đây cả một cái bộ vít như này có cả đầu khẩu nhá. Đấy, đầu khẩu từ 4 đến 14 này. Đấy để các bác dùng để sửa chữa lặt vặt rất là ok. Giá thì sẽ là 130.000 nhá. 130.000. Lên mã giúp cho em là bộ V46, giá sẽ là 130.000. Đấy có tí ship hàng. Lên cho em là V46 nhá, đỡ bạn chưa? V46 130k. Đấy 130.000 cho bộ V46 này. Một cái bộ vít đẹp tuyệt vời như này chỉ có 130.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo cắt ống nước nhá. Con này thì hàng của thương hiệu Kabushi Japan của Nhật này. Đấy, rất là nhiều các cái đấy, của nó hàng Kabushi Japan của Nhật nhá. Toàn bộ chữ Nhật hết nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 101 nhá, 110.000, hàng của thương hiệu Kabushi Japan này, rất đẹp tuyệt vời cho các bác luôn. Cắt ống nước cực kỳ là ngon, bác nào dùng để làm thợ làm nghề hoặc sửa chữa lặt vặt ống nước như trong gia đình thì nên có một con này, mua một lần dùng cả đời. Đấy lên mã giúp cho em đó là kéo 42 nhá. Đấy kéo ống 42. Đấy, cắt được từ ống 42 trở về em lấy tên luôn kéo ống 42, giá sẽ là 110k nhá. 110.000 cho một em kéo ống 42 như này, siêu tiện dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái miếng dán thải độc chân. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 50 miếng nhá. Đấy, giá trị thì chỉ bằng một bát phở nhưng mà giá trị mua thì chỉ bằng một bát phở nhưng mà khi các bác sử dụng thì nó sẽ là bằng cả một cái bệnh viện Bạch Mai luôn. Đó, tại vì khi các bác bị bệnh mà ốm thì đi bao nhiêu tiền cũng hết. Đấy, nhưng cái này thì nó sẽ là phòng bệnh cho các bác rất tốt luôn. Đặc biệt là mùa đông miền Bắc này thì lạnh thì các bác dùng cái này cho em rất là tốt nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm là 50 miếng dán và 50 gói thuốc. Đấy thì các bác dùng cho em trong vòng là 25 lần. Đấy là dùng hai chân. Đấy và giá thì chỉ có 40k bằng một bát phở thôi. Đấy, miếng dán thải độc cực kỳ là tốt luôn, giá sẽ là 40k nhá. 40k cho một hộp 50 miếng dán thải độc như này bằng đúng một bát phở Hà Nội luôn. Tê mỏi chân, tê chân do mạch máu không lưu thông được, dẫn đến tình trạng mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến sản phẩm miếng dán thải độc Bắc Kinh, em đã cải thiện được rất nhiều. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre, với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trong kinh cho mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Ở đây có cô bác anh chị nào như em không ạ? Do tính chất công việc phải đứng và đi lại nhiều,
dẫn đến mỏi chân, tê chân do mạch máu không lưu thông được, dẫn đến tình trạng mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến sản phẩm miếng dán thải độc Bắc Kinh, em đã cải thiện được rất nhiều. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy đó, rất là tuyệt vời luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác, cái giá chỉ có cho các bác là 4.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái chảo ốp la nhé. Các bác lên cho em là chảo ốp la. Ở đây thì nó sẽ có sẵn ốc và cái quai bằng nhựa chống nóng rồi. Các bác lắp vào đây cho em xong này. Ở đây thì nó sẽ có là tráng đá chống dính cực kỳ là an toàn luôn, tiêu chuẩn của Mỹ nhá. Đó, đây tráng đá chống dính rất an toàn luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho một con chảo ốp la như này. Các bác buổi sáng này mình ví dụ như nhà có 4 người, các bác cho chảo lên bếp này. Đấy, mình đun lên. Đó, và tráng 4 quả trứng nhá. Đấy, 4 quả trứng chẳng hạn thế, rất tiện ích luôn. Hoặc các bác có thể dùng để làm bánh này, làm bánh làm biếc cũng rất là ok. Bên mã giúp em đó là chảo ốp la nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho một cái chảo ốp la như này thôi. Giá cực kỳ rẻ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cốc tự khuấy nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là một con cốc tự khuấy như này. Con này thì dung tích của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 300 gần 400 ml nhá. Đấy, dung tích của nó chính xác là 380 ml, rất là to luôn. Ở đây thì về nhà các bác lắp cho em hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây. Đấy. Thì các bác chuyên dùng để mình pha cà phê rồi pha trà rồi nói chung là các loại thức uống mà cần phải nguấy thì các bác cho vào lắp pin vào cho em là xong. Khi rửa thì các bác tránh nước vào cái phần đít này là xong nhá. Đấy, con này thì dùng nó rất là tiện ích, ví dụ buổi sáng các bác dùng ly cà phê. Đấy, các bác cho trực tiếp vào đây cho em. Đó, vừa có nắp đậy giữ nhiệt tốt nhá và rất là tiện ích luôn. Chỉ cần khuấy lên này cho em là xong này. Đấy, bật này. Ở đây nó sẽ có cái hạt nam châm này, có cái hạt nam châm từ trường này. Đấy, bỏ vào là nó sẽ khuấy cho các bác và rất tiện ích luôn. Nắp có gioăng nhá, nắp có gioăng bưng bê cực kỳ là an toàn. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 trong con cốc tự khuấy như này nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là cốc tự khuấy, giá sẽ là 90.000 cốc tự khuấy nhá. Đấy, cốc tự khuấy giá của nó sẽ là 90.000 một em nhá, 90.000 một em. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái khăn tắm của Hàn Quốc, dung tích của con này sẽ là chiều rộng của nó là 70, chiều dài là 1m4, to như cái bàn luôn các nhá. Đấy, to như cái bàn luôn đây các bạn. Đấy, 70 1m4, hai mặt, một mặt bông mịn, một mặt bông thô. Giá thì cực kỳ hạt rẻ, chỉ có 40.000 thôi. Bây giờ các bác đi mua một khăn mặt thường ở ngoài cửa hàng cũng đã phải mất đi là 10 20.000 rồi. Thế mà đây một cái khăn tắm to đại choác như này, hàng thì của Hàn Quốc, chất liệu sợi bông thì cực kỳ tuyệt đẹp luôn. Đó, mềm mịn, thấm hút nước rất là tốt luôn. Và cái giá thì bên em đang thanh lý tri ân gửi tới các bác cái giá chỉ có là 40.000 thôi. 40.000 cho một cái khăn tắm Hàn Quốc như này. Đấy, giá thì cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn, giá rất hợp lý rồi. Lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc, kích thước của nó sẽ là 70 nhân với là 140 cm, giá sẽ là 40.000 trên một em nhá, 40.000 trên một em đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái bộ rổ đây. Lên mã giúp cho em đó là bộ rổ vuông nhá, rổ vuông. Con này thì hàng nhựa Việt Nhật này. Đấy, không cần phải bàn nhiều. Đây, như này là các bác xem thực tế luôn nhá. Đấy, thực tế luôn chứ không phải bàn làm gì cho nó mệt này. Đấy, các bác thấy không? Đấy, chất liệu nhựa của nó khỏi phải bàn luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 cho một cái bộ rổ vuông như này nhá. Lên cho em là rổ vuông, giá sẽ là 90.000. Rổ vuông này, đó, rổ vuông. Giá của nó sẽ là 90.000 một bộ như này. Bao gồm cho các bác là 3 đôi nhá. Đấy, bao gồm cho các bác là 3 đôi luôn. Ở đây nó sẽ có 3 đôi. Cứ một chậu một rổ, một chậu một rổ, tức là 6 chi tiết nhá. 6 chi tiết 3 đôi. Đấy, 3 đôi. Này mà các bác dùng để ăn rau ăn dạ thì nó rất là tuyệt vời luôn. Đấy, rau sống, rau xiếc rồi nói chung là đựng thực phẩm, đựng thức ăn đều ok hết. Nhựa nguyên sinh, an toàn. Đấy, các bác không đựng đồ nóng là được, còn đồ lạnh rồi thực phẩm các thứ ok. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ba lô du lịch nhá. Ba lô du lịch thì bên em có hai mẫu. Một là cái này thì nó sẽ là một cái dòng ba lô các bác lên cho em đó là ba lô tím nhá. Ba lô tím này. Đấy. Con này sẽ là ba lô tím này. Con này thì sẽ là 100 mấy nhỉ? Các bác lên cho em là ba lô tím nhá. Giá sẽ là 120.000, 120.000. Đó, cho một con ba lô tím như này. Con này thì nó sẽ có một cái ngăn phụ ở đây này. Một ngăn phụ bên hông này, căn bên này thì để các bác bỏ giày này, bỏ giày dép vào đây này. Đấy. Bỏ giày dép vào đây. Bỏ giày dép vào đây cũng rất là tiện luôn. Đó, đây. Ở đây thì các bác bỏ giày dép vào đây cho em, nó rất là tiện nhá. Đấy, rất tiện cho các bác sử dụng luôn. Đấy. Cái ngăn này các bác bỏ giày vào đây nhá, bỏ giày dép vào đây rất ok luôn. Và bên trong này thì nó sẽ có cho các bác là một ngăn to nhá, một ngăn to như này. Đấy, một ngăn to như này. Và có một cái ngăn nhỏ chống nước luôn, ngăn nhỏ có dây bóng chống nước nhá.
đấy, dây bóng chống nước như này. Các bác lên cho em là bao lô tím nhá, giá sẽ là 120.000 đó, 120.000. Và tiếp theo thì con này chiều dài của nó thì vào khoảng là 45 cm, chiều cao là 25 cm và chiều rộng cũng vào khoảng là 20 cm. Bao lô tím 120.000. Tiếp theo thì bên shop có cái bao lô da nhé, bao lô da. Đấy, chất liệu của nó thì bằng da như này. Đấy. Con này thì cũng chỉ có 125.000 thôi. Con này thì nó dài hơn một chút, chiều dài của nó thì vào khoảng là 50 cm. Còn con này thì nó sẽ là 45 cm. Đấy, một con bằng vải và một con bằng da. Đấy, con này thì các bác lên cho em là bao lô da nhé. Đấy. Nó cũng có cho các bác là một cái ngăn phụ đây, một cái ngăn phụ bên hông này để các bác để giày dép vào đây. Đấy, một cái khuy như này để các bác sọc vào cái vali kéo này. Và bên trong thì nó sẽ là một cái ngăn to, một ngăn to như này, và một ngăn to này thì cũng có hai ngăn, một ngăn phụ linh tinh và một ngăn có túi bóng để các bác chứa đồ. Đấy, đây, rất tiện ích nhá. Con này thì các bác lên cho em là bao lô da đen nhá, bao lô da đen. Đấy, bao lô da đen như này. Đấy, giá thì sẽ là 125.000. Một con thì sẽ là 120 là bao lô tím, còn con này thì các bác lên cho em là bao lô da đen. Đấy, giá sẽ là 125.000. Hai cái mẫu ba lô của bên em rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, thì các bác có thể mua về để mình đi du lịch. Đấy, du lịch rồi hoặc là đi đâu đó thì rất là tiện. Đấy, đi công tác. Đấy, con này thì nó chất liệu bằng vải nhá. Vải bóng nhá, vải bóng chống nước này. Đấy, vải bóng cũng chống nước luôn. Con này thì các bác lên cho em là bao lô da đen. À, bao lô tím, giá sẽ là 120.000 cái bao lô tím như này. Đó, bên em có hai cái mẫu ba lô như vậy. Để các bác sử dụng thì các bác tùy theo thích cái nhu cầu của cái dòng nào thì các bác cứ lên mã cho em. Đấy. Con này thì lên cho em là ba lô tím này. Đó. Ba lô tím. Ba lô tím nhá, giá sẽ là 120.000. Đấy. Còn con này thì các bác lên cho em là ba lô đen đi, ba lô đen. Đó. Ba lô đen nhá. Ba lô đen, giá sẽ là hoặc ba lô du lịch da đấy. Chứ em lên ba lô du lịch da. Giá sẽ là 125.000. Hai con chỉ lệch nhau có 5.000 thôi. Rồi ok các bác. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì em lại cập nhật các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đó, bên shop về ngập tràn các mã hàng để phục vụ các bác. Đơn hàng từ 200.000 thì lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship, cân nhắc trước khi mua hàng, bên em ship code toàn quốc luôn. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Ngày hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một số các cái mã dao bán rời từng chiếc, từng con một ở bên em. Đấy. Đầu tiên thì em lên cho các bác cái con dao gọt thai các bác này. Đấy, các bác lên cho em là dao gọt thai. Con này thì hàng của thương hiệu Wattbo. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đây, một con dao gọt thai như này. Siêu bén luôn. Đấy, con này có thể dọc được cái dây bóng dai này là các bác biết rồi này. Đấy, tức là nó dòng nó rất là bén luôn. Wattbo Japan con này. Đó. Con này thì chiều dài của nó là 20 cm và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 nhá, 80.000. Đó. Các bác lên cho em là dao gọt thai, giá sẽ là 80.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là dao gọt thai này, đó, gọt thai. Giá sẽ là 80.000 cho một con dao gọt thai như này nhá, 80.000 này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao gọt của Đức nhá. Đấy. Con dao gọt của Đức này. Dao gọt của đây. Con này thì các bác lên cho em đó là theo thì bên shop về cho bác cái con dao gọt của Nhật các bác nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng 3 chấm như này. Nên các bác lên cho em là gọt 3 chấm nhá, gọt 3 chấm. Giá thì sẽ là 70.000. Con này thì nó cũng tương tự như con gọt của Đức thôi, nhưng mà con gọt Đức thì em hết mất rồi. Đấy, cho nên các bác lên cho em đó là dao gọt 3 chấm nhá. Đấy. Gọt 3 chấm này, giá sẽ là 70.000. Nó cũng bằng con dao gọt của Đức nhá. Thì các bác có thể lấy con này cũng được. Con này thì nó sẽ dài hơn cái con gọt thai này một chút này, dài hơn con gọt thai này một chút. Đây, nó sẽ như này. Thì các bác muốn lấy con nào thì lấy, tùy theo các bác thôi. Con này thì sẽ là 80.000. Đấy, con gọt thai này thì sẽ là 80.000, còn con gọt 3 chấm này thì giá của nó sẽ là 70.000 thôi. Gọt 3 chấm này của nó sẽ là 70.000. Hàng made in Japan. Đó. Con này thì cũng siêu bén luôn các bác. Đấy, rất là bén luôn các bác này. Đó, đây. Rất bén luôn các bác theo. Đó. Rất là bén luôn các bác nhá. Đấy, dao rất là bén luôn. Và cái giá thì rất hợp lý, chỉ có 70.000 thôi. 70.000 cho con gọt 3 chấm như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con dao con dao chặt hoa này. Đấy, chặt hoa thì em chỉ còn một con thôi. Con này bao nhiêu đấy? 150.000 à? Con này là các bác lên cho em là dao chặt hoa nhá. Con này thì nặng khoảng 3-4 lạng, em đang bán là 150.000. Thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 130.000 nhá. Đấy, chặt hoa 130.000 này. Đấy, 130.000 cho con dao chặt hoa như này. Đó, con này thì ra lấy cho anh cái thước đây xem. Chiều dài của nó thì nó sẽ vào khoảng là nguyên cái phần lưỡi này vào khoảng là 20 cm, phần cán này là 10 cm là 30 cm nhé, tầm khoảng 30 cm. Đó, 30 trên 30 cm một chút.
Con này thì dùng để chuyên để thái chặt rất là ngon luôn. Đấy, chặt nhẹ cái thứ rất là ok. Đây, em chỉ có một con thôi, còn có một con thôi. Thành lý nốt cho các bác cái giá đó là 130.000. Đây. Đấy, dài 30cm luôn. Đấy, lưỡi gần 20cm. Lên cho em là chặt hoa nhá. Thành lý nốt một con 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái con dao đó là con dao các bác lên cho em là dao chặt đứt nhá, dao chặt đứt. Con này thì nó cũng vào khoảng là 4-5 lạng. Đấy, 4-5 lạng. Dòng dao thì cực kỳ là đầm dao luôn. Đây, hàng made in Germany này. Đó. Giá sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cho con dao chặt đứt như này. Siêu bén luôn các bác này. Đấy. Con này thì khoảng 4-5 lạng. Con này thì các bác chặt gà, chặt cá, chặt xương trâu, xương bò, thực phẩm thức ăn thoải mái luôn. Đấy, hàng liền thân nhá, cực kỳ dày dẫn chắc chắn, chuyên dùng để băm chặt thoải mái luôn các bác nhá. Đấy. Con này thì đầm dao lắm, các bác chặt thoải mái luôn các bác. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là chặt đứt nhá, chặt đứt. Con này thì giá sẽ là 150.000. Đấy. 150.000 cho một con dao chặt đứt như này, giá sẽ 150k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái con dao đó là cái con dao cai các bác này, dao cai. Con này thì sẽ là 120.000 cho một con dao cai như này các bác này. Đấy. Nó sẽ là dòng dao thái các bác, một cái dòng dao thái này. Dao thái như này các bác này. Lên mã giúp cho em là dao cai nhá. Giá sẽ là 120.000 thôi, 120.000. Con này thì cái phần lưỡi của nó thì sẽ là 17cm và tổng thể chiều dài là 30cm này. Đấy, lưỡi 17cm. Và bản của lưỡi là 5,5cm. Giá thì sẽ là 120.000 nhá. Đấy, 120.000. Dao thì rất là bén các bác này. Đấy, đây. Dao thì nó cũng là dòng dao siêu bén rồi các bác nhá. Dòng dao siêu bén rồi. Con này chuyên để thái này, hàng của thương hiệu Kai đây. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là dao Kai nhá. Con này sẽ là 120.000 cho con dao Kai như này. Tiếp theo thì bên shop về thì các bác cái sản phẩm đó là cái con dao thái lỗ này. Đấy. Con dao thái lỗ thì nó cũng tương đương như con dao cai thôi, nhưng bản nó to hơn một chút. Đấy. Con này thì sẽ là 125.000 nhá. 125.000. Đấy, dòng rất là bén luôn các bác này, rất là bén luôn nhá. Qua theo, rất bén luôn. Đó. Con này thì phần lưỡi của nó sẽ là 18-19cm, lưỡi 19cm. Bản của lưỡi là 7cm và chiều dài của nó cũng là 30. Đấy. Thì con dao cai và con dao thái lỗ này thì nó tương đương nhau. Đó, tương đương nhau như này. Con cai này thì sẽ là 120.000 và con thái lỗ này là 125.000. Đây. Đấy, hai con đều là cán gỗ hết nhá. Đó, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy thôi. Con dao thái lỗ này, đây nó có cái lỗ này, em gọi nó là thái lỗ, sẽ là 125.000. Còn dao cai này là 120.000. Đấy, tùy theo các bác muốn lấy con nào thì lấy. Giá thì cũng na ná như nhau, nó lệch nhau một chút nhưng mà kiểu giá nó khác nhau. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con dao đó là con dao con này là con gì nhỉ? Dao thái Đức nhá. Đấy, con này thì hàng của thương hiệu Winling của Đức này, made in Germany các bác này. Đấy. Con này của nó thì chiều dài của nó khá là dài luôn. Đây. Dài dao cũng rất là bén. Con này thì các bác có thể dùng để băm thái chặt băm thái rồi phi lê đều được hết nhá. Nó rất là bén luôn. Đây. Chiều dài của dao là lên tới 38cm các bạn, 38-39cm. Rất là dài luôn, 38-39cm. Phần bản lưỡi rộng nhất là 4,5cm và chiều dài của lưỡi là 24cm. Con này các bác dùng để bổ dưa hấu này. Đấy, bổ dưa hấu rồi thái rau này, lọc này, phi lê này, rồi nói chung là gọt hoa quả các kiểu con này đều được luôn. Đó, rất là dài. Con này thì các bác lên cho em đó là dao thái Đức nhá. Dao thái Đức bao nhiêu nhỉ? 13. Dao thái Đức nhá. Con này sẽ là 130.000 cho con dao thái Đức như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là dao thái Đức này. Dao thái Đức giá sẽ là 130k nhá. 130k cho cái mã dao thái Đức như này, 130.000. Tiếp theo thì bên shop còn mấy con dao lọc bao da nữa nhỉ. Đấy, dao lọc bao da. Con này bao nhiêu nhỉ? 130. Cũng 130.000 luôn nhá. Đấy, hàng thương hiệu Kai. Đấy, các bác lên cho em là dao lọc bao da, có phần tay cầm như này. Các bác có thể dùng để mình lọc này. Đấy, lướt dao rất là êm luôn. Giá thì sẽ là 130.000 cho một con dao lọc như này. Đấy, các bác lên cho em là dao lọc bao da. Giá sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho em dao lọc bao da như này. Em này thì cũng rất là bén luôn các bác này. Đấy, rất là bén luôn các bác thấy không? Đây. Rất bén luôn các bác, rất là bén luôn. Và mình của dao thì rất là dày ấy. Mình dao rất là dày, các bác dùng để thái lọc thì rất là đầm tay luôn. Và nó có một cái bao da như này, các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, dùng xong mình bỏ bao da, các bác có thể đeo vào thắt lưng để mình đi rừng, đi phượt hoặc là sử dụng rất là ok. Lọc bao da nhá, lọc bao da. Giá sẽ là 130k này, 130.000. Bỏ cho anh con dao chặt một cân ra đây. Chặt một cân nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao chặt một cân nhá, dao chặt một cân. Con này cân nặng là 1kg các bác, 1kg. Con này thì
hàng này của nó thì miễn chê rồi các bạn. Đấy, chặt sắt chặt chiếc đều ok hết nhá. Đấy, em rất là nhiều video chặt sắt rồi. Cân nặng của nó là 1 cân nhá. Đấy, các bác lên cho em là dao chặt 1 cân. Đấy. Dao 1 cân này. Dao chặt 1 cân nhá. Đấy, dao chặt 1 kg, giá sẽ là 230k. 230.000 và bao ship tận nhà cho bác cho con dao chặt 1 cân này luôn. Đấy, cả hai con dao quát bồ nữa. Dao chặt 1 cân nhá. Con này nặng 1 cân. Đấy, hai con này nhọn bầu ấy. Con này thì chiều dài của nó sẽ là 33 cm, bản chiều cao là 11 cm và chiều rộng chiều dài của lưỡi là 21-22 cm, 22 cm các bạn. Đấy, con này dùng để băm thái chặt. Băm thái chặt thì rất là ok luôn. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là dao chặt 1 cân nhá. Con này thì sẽ là 230.000. 230.000 cho con dao chặt 1 cân như này các bạn, 230.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là bộ ba dao cán gỗ này. Đấy. Bộ ba dao cán gỗ. Bộ ba dao cán gỗ cho các bác luôn thì ở đây nó sẽ có cho các bác là 3 con dao. Đấy. 3 con dao như này. Giá sẽ là 260.000 cho 3 con nhá. 260.000 cho 3 con. Đấy. Thì các bác lên cho em là gọt gỗ này, đó. Gọt gỗ thì sẽ là 40k này. Đấy, thái gỗ sẽ là 80k và chặt gỗ thì sẽ là 180.000. Đấy, còn các bác mua lẻ như vậy, còn mua combo 3 con thì sẽ là 3 con sẽ là 260k và bao ship. Lên cho em là bộ 3 dao cán gỗ. Bộ 3 dao cán gỗ nhá. Đấy, bộ 3 dao cán gỗ. Giá sẽ là 260.000. Đây. Đấy, nếu các bác mua cho em là combo là 3 con này. 3 con này thì sẽ là 260.000 các bác này. Đấy. Bao gồm một con chặt, con này từ 5 đến 7 lạng này. Đấy, một con thái, một con gọt. Combo cho các bác 3 con dao như này. Giá sẽ là 260.000, 260.000 các bác nhá. Đó. Dao thì siêu bén rồi các bác này. Đấy, dao thì rất là bén luôn các bác nhá. Đấy. Rất là bén luôn. Hàng của thương hiệu Seki Japan, hàng nội địa của Nhật các bác này. Đấy, Japan các bác này. Đó. Con này sẽ là 40.000 nhá. 40.000. Lên cho em là dao gọt gỗ. Con này sẽ là 40k này các này. 40.000 cho con dao gọt gỗ này các bác này. Đấy. Tiếp theo là con này sẽ là con thái gỗ này. Đấy. Con thái gỗ các bác này. Đấy, rất là bén luôn các bác nhá. Đấy. Đây, thái gỗ này, rất là bén luôn. Seki Japan. Con này thì sẽ là 80.000 nhá. 80k. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là thái gỗ 80.000. Đấy. Lên cho em là thái gỗ này. Thái gỗ giá sẽ là 80k. Đó. Tiếp theo thì một em nữa. Em này nó sẽ là em chặt gỗ, hàng made in Japan này. Đấy. Lên cho em là chặt gỗ nhá. Đó, chặt gỗ. Giá sẽ là 180k. 180.000. Mua lẻ thì như vậy, còn mua combo 3 con như này thì giá chỉ có 260.000 thôi. Đấy. Lên cho em là bộ 3 dao cán gỗ này, hàng của thương hiệu Seki Japan. Cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Mua 3 con 260.000, mua lẻ con chặt 180, con thái là 80.000. Đấy, con gọt. Đây, hàng thương hiệu Seki Japan này, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là con dao. Các bác lên cho em đó là dao, con này là cái gì? Dao vuông nhá. Đấy, con này thì hàng của thương hiệu Wattbo này, hàng thương hiệu Wattbo đây. Đấy, cùng với con dao gọt hai đấy. Thì các bác lên cho em là thái vuông nhá, thái vuông. Đó, thái vuông. Nó có cái đầu hình vuông như này thì lên cho em là thái vuông nhá. Con này thì sẽ là 180.000 này. 180.000 cho con dao thái vuông như này. Đấy. Còn tiếp theo thì bên shop có cái con dao thái nhọn này. Đấy. Con này thì nó sẽ là nhọn như này các bác này. Đấy. Hai con. Thép trắng của thương hiệu Wattbo, thép trắng không gì nhá. Con này lên mã giúp cho em đó là thái nhọn này. Đấy, thái nhọn. Con này thì lưỡi nó nhọn, cái mỏ nó nhọn như này. Đấy, dọc giấy thì dòng này thì không phải bàn rồi. Dọc giấy thì siêu bén luôn các bác này. Đấy, dọc giấy rất là bén luôn. Đó, các bác thấy không? Đấy. Thì lên mã giúp cho em đó là dao thái vuông và thái nhọn nhá. Thái vuông và thái nhọn. Hàng của Nhật, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Con thái vuông này thì sẽ là 180 và con thái nhọn này là 175, và mua hai con này thì em tính cho các bác là 350.000 và bao ship nhá. 350.000 và bao ship cho các bác luôn. Đó. Con này thì nó sẽ là mũi nhọn. Đấy, thì lên cho em con này nó sẽ là thái nhọn này. Đó. Con dao thái nhọn giá sẽ là 175k. Đó, 175.000. Đó. Còn tiếp theo là con dao thái vuông nhá. Đấy, con này là lưỡi nó vuông cho nên bên em gọi nó là thái vuông nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là dao thái vuông này. Thái vuông giá sẽ là 180k. Đấy, 180.000 cho con dao thái vuông như này. Đó, mua hai con là 350. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một mã đó là con dao chặt. Con này các bác lên cho em là dao G49 nhá. Đấy, lên cho em là dao G49. Cũng của thương hiệu Wattbo luôn, thì các bác có thể mua combo hai con thái này và một con chặt như này. Con này thì tầm khoảng 3 đến 4 lạng thôi, nhưng mà vừa đầm tay lắm, đầm tay rất là ngon lành. Đấy. Thì con này kích thước của nó thì chiều dài của nó sẽ là 29,
bản của nó là dày là cao là 9 cm và chiều rộng của lưỡi, chiều dài của lưỡi là 17 cm. Đấy. Dòng này thì nó cũng là một cái dòng gọi là siêu bén rồi các bạn này. Đấy. Có thể là con này vừa thái vừa chặt được nhá, vừa thái vừa chặt được, rất là bén luôn con này. Đấy. Vừa thái vừa chặt rất là ok. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. Lên cho em là dao G49, G49 giá sẽ là 150k, đúng không? Lên cho em là dao G49 nhá, dao G49 150k, hàng của thương hiệu Wattbo. Rồi, ok các bác, các cái mã dao của bên em. Hello chào các bác nhé, hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, bên em thì ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra tưng bừng và thanh toán giúp cho em nhé. Hãy lưu ý các bác là nhận hàng kiểm tra thanh toán, các bác nhận hàng không kiểm tra thì lỗi là do các bác phải tự chịu nhá. Đó. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ các bác nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship được, các bác cứ yên tâm mua hàng. Gom cho em đủ 200.000 thôi. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho các bác cái thanh cài dao. Con này thì bên shop phải bán cả nghìn cái rồi các bác nhá. Nghìn vài nghìn chiếc rồi. Nó là một cái dòng siêu tiện dụng luôn. Ở đây thì nhiều bác nhận hàng thì sẽ bảo gửi cho ta cái mắc áo, nhưng mà không phải, đây nó sẽ là một cái thanh cài dao đây. Nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 4 cái rãnh như này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 40 đến 45 cm. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Bình vừa cài dao này, vừa làm móc để treo xong nồi, treo tạp dề, nói chung là treo có gì cũng được. Đấy, và nó có ốc, sẵn ốc vít cho các bác luôn. Về nhà các bác chỉ cần bắt vít vào tường hoặc là bắt vít vào khu vực nào mình cần thôi nhá. Lên cho em là thanh cài dao, giá của nó sẽ là 90k nhá. 90.000 cho một cái mã thanh cài dao như này. Các bác lên mã tiếp cho em là thanh cài dao, giá sẽ là 90.000. Con này thì nó sẽ có 1 2 3 4 5 cái móc. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 45 cm. Có sẵn ốc cho các bác luôn. Gửi kèm ốc rồi. Về nhà các bác chỉ việc lắp đặt vào là mình sử dụng thôi. Một là các bác lắp bắt lên cái cửa gỗ, cửa tôn. Còn các bác có thể bắt vít trực tiếp lên tường tùy theo cái công năng của các bác mình sử dụng thôi. Giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái búa đinh nhá. Búa đinh, hàng mới tinh, hàng của thương hiệu Asaki. Asaki hàng của Nhật các bác, Asaki của Nhật. Thì bên em sẽ có là búa A1 bé và A2 to. Đấy, A1 bé, A2 to. Đấy, con này nó sẽ là A2 to này, A1 bé này. Đấy. Con A1 bé này thì cái chiều dài của nó sẽ vào khoảng là 25 cm. Đấy, và giá thì sẽ là A1 này thì sẽ là 80.000 nhá. Lên thêm là A1 giá sẽ là 80k. Đó, A1 bé này 80.000, nặng khoảng 3 đến 4 lạng, 3 4 lạng. Còn con A2 to này thì nặng khoảng 5 6 7 lạng gì đấy. Đấy, lên thêm là A2 to, giá sẽ là 130k nhá, 130k. Đấy, 130.000 cho con búa A2 to này, lấy cho anh cái búa lùn. Đấy, 130.000 đây. Thì đây nó sẽ là một cái dòng búa đinh có cả đóng nhổ đinh luôn nhá, đóng nhổ đinh luôn. Cán của nó thì bằng thép và bọc nhựa, khi các bác cầm thì rất là chắc đầm tay, chống trơn trượt rất là tốt luôn. Và khi mình đóng mình gõ thì cảm giác nó rất là đầm. Đấy, khi mình cầm thì nó rất là đầm, chắc tay. Đó, có phần nhổ đinh như này. Đấy, có phần nhổ đinh này, rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái con A2 to này sẽ là 130.000 và con A1 bé này thì sẽ là 80k nhá. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái búa lùn đây. Đấy, búa lùn. Con này thì sẽ là 85.000 cho một con búa lùn như này. Đấy, con này thì các bác có dùng để đóng nhổ đinh cũng ok. Nặng là 2 lạng rưỡi nhá, nặng khoảng 2 lạng rưỡi. Đây, hàng của Nhật đây, Japan chứ khắc chìm luôn. Đấy, lên cho em là búa lùn nhá, búa lùn. Con này thì sẽ là 85k. Đấy, lên cho em là búa lùn này. Búa lùn, giá sẽ là 85k cho một chiếc búa lùn như này. 85.000. Đó, một số cái mã đồ kim khí bên em. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái ấm pha trà nhá. Dung tích của nó là 1 lít. Con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Con này thì nó sử dụng để pha trà, hãm trà rất là ok luôn. Dung tích 1 lít màu đen. Giá thì chỉ có 110.000 thôi, 110.000. Đấy, inox 316. Hàng này nó là sẽ là một cái dòng inox chuẩn cho các bác luôn. Đây, su 316 này. Có phần lưới lọc này, các bác có thể cho trà, cà phê hoặc cho các cái loại hạt vào đây để mình lọc cho em. Đó, cho các cái loại hạt vào đây mình pha chế mình uống. Đấy, xoáy vào cho em như này. Khi rót thì các bác nhập cái lẫy này cho em. Pha trà, pha cà phê. Đấy. Hãm trà, hãm thiếc uống rất là ok luôn. Lên mã giúp cho em đó là ấm pha trà, dung tích là 1 lít. Giá chỉ có cho các bác là 110.000 thôi, 110k nhá. Lên cho em là ấm pha trà nhá, ấm pha trà. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái bộ màu các bác nhá.
Các bác lên cho em là bộ màu vịt. Bộ này thì của nó khá là nhiều chi tiết cho các bác luôn. Đây, đấy. À, màu cầu vồng cũng nhá. Bỏ cả cái màu vịt ở đây. Đấy, bộ màu cầu vồng nhá. Ở đây thì nó sẽ là một cái bộ màu rất là đa di năng luôn. Đầy đủ các cái chi tiết cho các bác lựa chọn luôn nhá. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là đầy đủ này. Đầu các loại màu này, màu bột, màu nước, màu sáp, màu chì này. Các loại màu cho các bác lựa chọn này. Đấy, rồi có cả thước đo này, rồi có tẩy, có ghim đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, rất là nhiều chi tiết đi kèm đây. Đấy. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Lên mã giúp cho em đó là màu cầu vồng nhá. Đấy, bộ màu cầu vồng như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho một cái bộ màu cầu vồng như này. Đây đây, nó sẽ có cho các bác là các giải màu này, màu bột, màu nước, màu sáp, màu chì đầy đủ cho các bác luôn, có cả ghim viết đầy đủ như này. Đấy, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đó, cho các em nó thỏa sức tô vẽ sáng tạo này. Đó, rất là đẹp cho các bác luôn nhá. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là màu cầu vồng. Cầm cái màu vịt đấy. Đấy, màu cầu vồng nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 nhá. 100k cho cái bộ màu cầu vồng như này. Con này thì các bác có thể mua để mình sử dụng cho các em nó tô vẽ, thỏa sức sáng tạo luôn. Màu cầu vồng, giá sẽ là 100k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là kẹo chuột nhá. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đây nó là một cái dòng sản phẩm hot của shop nhá. Và bên em bán rất là nhiều. Hàng này thì được sản xuất và phân phối độc quyền bởi đất nước láng giềng của chúng ta, đó là đất nước Thái Lan nhé các bác nhá. À, hàng sản xuất và phân phối bởi Thái Lan. Rồi. Đây các bác này, đấy, Bangkok Thái Lan các bác này. Đây. Bangkok Thái Lan đây các bác này. Đó. Bangkok Thái Lan nhá. Đó. Giá thì sẽ là 30.000 cho một cái hộp kẹo chuột như này. Màu của nó là màu hồng nhá, nó sẽ thu hút chuột rất là tốt luôn nhá. Đấy, các loại chuột to, chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé, chuột nhà, chuột đồng nhá. Cái dòng này ưu điểm của nó khi mà một con ăn thì nó sẽ kéo cả đàn lên ăn và chết cả đàn luôn. Đó, cho nên rất tiện, màu sắc thì thu hút, đấy, giữ chuột rất là tốt luôn. Lên cho em là kẹo chuột nhá. Đấy, kẹo chuột. Giá của nó sẽ là 30k. Con này tức là khi mà một con nó ăn nhá, một con nó ăn xong về nhà nó lây truyền ra là cả đàn chết luôn. Đấy, nó ưu điểm của nó như vậy thì nó rất là tiện. Giá thì chỉ có cho các bác là 30.000 cho một lọ kẹo chuột như này thôi. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái kéo cắt cành trên cao. Đấy, kéo cắt cành trên cao đây. Đấy, hàng thì nó sẽ là cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là một thân này, một thân đầu kéo cắt như này nhỉ. Kèm thêm cho các bác đây, cái đầu kéo cắt của nó đây, đầu kéo cắt đây. Kèm thêm cho các bác là một cái cưa, một cái lưỡi cưa như này thì các bác có thể vừa dùng để cắt vừa dùng để cưa được luôn. Đấy, lên cho em là kéo cành trên cao nhá, kéo cành trên cao này. Đấy. Kéo cành trên cao. Giá sẽ là 130.000. Kéo cành trên cao nhá, kéo cành trên cao. Giá sẽ là 130k nhá. 130.000 cho cái kéo cành trên cao như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Có ốc vít kêu thứ đầy đủ, về nhà các bác có thể bắt vào cành tre này hoặc cả cây tiếp này, nó dùng đa sinh năng được luôn. Đầu cưa, đầu kéo cho các bác luôn, bác nào làm thợ làm vườn nhá. Đây các bác này. Đấy, về nhà các bác chỉ cần lắp cái đầu cành cho em nó cắt này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Đấy, cành trên cao này, cành to, cành nhỏ này. Đấy, cành to thì các bác cưa, cành nhỏ thì các bác cắt cho em. Cắt rất là ngon luôn. Đấy. Rất là tuyệt vời nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là một cái kéo cắt cành trên cao này là 130.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái thuốc chuyên trị trĩ các bác nhá. Đấy. Dòng này thì các bác chuyên dùng để bôi trĩ. Bác nào bị trĩ nội, trĩ ngoại, co bố trĩ, xa bố trĩ rồi các bệnh về trĩ các bác dùng con này cho em. Bao nhiêu nhỉ? Giá chỉ có 30.000 cho một típ này thôi nhá. 30.000 cho một típ thuốc trĩ như này thôi. Dòng này thì siêu nhạy luôn, bên shop đã bán rất là nhiều rồi. Có bác chỉ dùng từ 2 đến 3 típ là khỏi hẳn luôn các bác nhá. 2 3 típ là khỏi hẳn luôn. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt, chỉ có 30.000. Đấy, hàng thì của Domatic các bác này. Đây. Các bác này. Đấy, giá thì rất hợp lý nhá. Lên cho em là thuốc trĩ nhá. Đấy, con này thì các bác có thể trị trĩ nội, trĩ ngoại, đau rồi co xa bố trĩ đều khỏi hết nhá. Đấy, các bác lên cho em là thuốc trĩ, giá sẽ là 30k cho một típ như này nhá. 30.000 cho một thuốc một típ như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy thái rau nhá. Đây. Con này thì nó dùng bằng tay thôi, máy thái rau bằng tay chứ không phải bằng máy đâu. Đấy, về nhà các bác chỉ cần lắp cho em lưỡi vào đây này, lắp lưỡi vào đây. Đấy, ở đây nó sẽ có bộ lưỡi, về nhà các bác lắp lưỡi vào cho em. Đấy, sau đó thì mình sử dụng thôi. Cái bộ lưỡi bao gồm là 6 cái lưỡi. Đấy, thì các bác lắp vào hai cái bên hông này. Đấy, và cái tay quay đây. Đấy, rất đơn giản vậy thôi. Đây em sẽ có cái video mà
họ sử dụng thực tế cho các bác xem cho nó dễ hình dung, còn lắp đặt thì về nhà các bác lắp đặt nó rất là đơn giản, chỉ có 2 phút là xong thôi. Lên cho em là máy thái rau nhá. Máy thái rau này bằng tay nhá, thái bằng tay. Giá sẽ là 100k nhá. 100.000 cho em máy thái rau bằng tay như này. Đây các bác này. Đoạn bao sợi, thái lát rau củ. Xin giới thiệu máy thái rau của Đa Năng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bao tay thông thường. Không ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn. Đấy, các bác có thể lắp lưỡi vào đẩy lưỡi ra rất đơn giản nhá. Và thành quả lại rất đẹp mắt. Hãy tham khảo link bên dưới nhé. Chế biến món ăn là công việc chiếm khá nhiều thời gian của chị em nội trợ, nhất là công đoạn bào sợi, thái lát rau củ. Xin giới thiệu máy thái rau của Đa Năng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bào tay thông thường. Không ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn vừa tiết kiệm được thời gian mà thành quả lại rất đẹp mắt. Đó, rất ok cho các bác nhé. Ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sáp thơm các bác nhé. Đấy, các bác lên cho em là sáp đuổi muỗi này. Hàng này thì nó sẽ là hàng sản xuất tại Thái Lan và xuất cho thị trường Nhật nhá. Lên cho em là sáp đuổi muỗi. Đấy, về nhà các bác chỉ cần là bóc cái này ra cho em này, bóc cái phần niêm phong này ra này. Đó, ở trong này thì nó sẽ là sáp thơm. Và con này thì nó sẽ là hàng sản xuất tại Thái Lan, tem phụ đàng hoàng nhá, tem phụ đàng hoàng Thái Lan đây. Và xuất cho thị trường Nhật thì các bác này, đấy Japan này các bác này. Đó, Japan đây. Hàng sản xuất tại Thái Lan và xuất cho thị trường Nhật. Các bác lên mã giúp em là sáp thơm đuổi muỗi nhá. Sáp thơm đuổi muỗi. Giá sẽ là 60.000 cho một lọ sáp thơm đuổi muỗi như này. Đấy, sáp thơm đuổi muỗi này. Sáp thơm, đây hình con muỗi đây các bác này. Đấy, sáp thơm đuổi muỗi. Giá sẽ là 60k cho một lọ như này nhá. 60.000 cho một lọ sáp thơm đuổi muỗi như này. Con này dùng thì rất là tiện luôn. Đơn hàng từ 200.000 thì lên bên em sẽ bao ship. Các bác cứ mua đủ 200 là bên em sẽ bao ship thôi. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái đèn sông tinh dầu muỗi nhá. Đấy, đèn sông tinh dầu muỗi thì đây nó sẽ là một con đèn như này. Đấy, giúp cho các bác là đèn tinh dầu muỗi này, giá sẽ là 120.000. đây nó sẽ là một con đèn rất là tiện luôn. Ở đây nó sẽ có cho các bác là 4 lọ tinh dầu luôn nhá. 4 lọ tinh dầu thì về nhà các bác cứ dùng 1 năm là ok. Đấy, dùng cho em 1 năm là ok, chỉ có mất 120.000 thôi. Đấy, về nhà các bác xoáy cái này vào cho em này, xoáy cái này vào, sau đó thì các bác cắm trực tiếp vào điện 220, bật công tắc lên. Lúc nào các bác dùng thì các bác nhấp công tắc lên cho em. Đó, dòng này của nó thì các bác dùng cực kỳ là an toàn luôn, dùng cho người già trẻ em đều ok hết nhá. Đấy, về nhà thì các bác xoáy cái nắp này ra này. Đấy, xoáy cái nắp này ra, sau đó xoáy vào điện. Bên em bán theo combo một bộ như này sẽ bao gồm cho các bác là một đèn và 4 lọ tinh dầu nhá. Một đèn, 4 lọ tinh dầu. Đây. Đấy, lên cho em là đèn tinh dầu muỗi này, giá sẽ là 120.000. Con này thì dùng cực kỳ an toàn luôn, bà mẹ trẻ em đều dùng được hết nhá. Đấy, người già trẻ em đều dùng được hết, cực kỳ an toàn, dùng cho phòng ngủ không biết các thứ được đều ok hết nhá. Giá thì rất là tốt cho các bác luôn, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp, an toàn, người già trẻ em, đấy, bà bầu đều dùng được hết. Giá chỉ có cho các bác là 120k cho một cái bộ đèn tinh dầu muỗi thôi. Lên cho em là đèn tinh dầu muỗi nhá, đèn tinh dầu này. Đó, nó sông tinh dầu mà. Đấy, lên cho em là đèn tinh dầu muỗi. Đấy, đèn tinh dầu muỗi 120k. Dùng cho bà mẹ trẻ em đều ok hết nhá. 120.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cặp sách chống gù lưng nhá. Đấy, cặp sách chống gù lưng. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp của Nhật, để các bác mua cho trẻ em nó đi học này. Đấy, các em nó đi học rất là ok luôn. Đấy, cặp sách chống gù lưng. Một cái cặp như này giá chỉ có cho bác là 130.000 thôi. 130.000 cho một cái cặp sách đẹp như này, hàng của Nhật nhá. Đây. Đấy, thì chống gù lưng cực kỳ là tốt luôn. Đây. Đấy, nó có cái phần lót như này để cho các em nó lót khi mà đi học mang sách đi rất là an toàn. Đây, hàng máy trần cực kỳ kỹ và chắc chắn cho các bác luôn. Và rất là nhiều ngăn phụ nhá, rất nhiều ngăn phụ như này các bác này. Đấy, rất nhiều ngăn phụ như này thì cho các em nó mang đồ đi học nhá, đồ sách vở các thứ nhá. Đó, rồi chai nước ở đằng sau nhá. Nó sẽ là một cái dạng cặp hình hộp như này. Thì khi các em nó đeo vào thì nó rất là an toàn nhá, nó rất là an toàn. Chống gù lưng, chống đau lưng rất là tốt luôn. Đấy. Các bác lên cho em là cặp sách chống gù lưng của Nhật nhá. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác chỉ có 130.000 thôi. Đấy. Lên cho em là cặp chống gù lưng nhá. Đấy, 130k. Đó. 130.000 cho cái cặp chống gù lưng như này. Đấy. Giá của nó sẽ là 130k cho một chiếc cặp chống gù lưng như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là bột thông cống nhá, bột thông cống. Đây nó sẽ là một cái dòng bột như này các bác này. Đấy. Một cái dòng bột như này về nhà các bác chỉ việc là
đổ trực tiếp vào. Đấy, nó sẽ là dòng bột như này. Về nhà các bác đổ trực tiếp vào các cái đường ống cống rãnh này, rất là tốt luôn, giúp cho nó sẽ đánh tan ví dụ như là các cái cặn bẩn này, rác này, dầu mỡ nó đọng bám lâu ngày này. Giá thì chỉ có cho các bác là 25k nhá, 25k cho một lọ bột thông cống như này. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Bản nó khác nhá. Đây các bác này. Bột thông cống của Nhật Bản. Cùng xem đồ Nhật Bản nó khác gì cái đồ trôi nổi trên mạng không nhá. Để sử dụng thì anh em đổ cái bột này lên miệng cống và đổ thêm một ít nước ấm nữa rồi đợi khoảng tầm 30 phút nhá. Nguyên nhân cái cống nhà 8 lọ hay bị tắc ấy là do giấy rác với cả tóc nó bị mắc kẹt phía dưới lâu ngày nó gây mùi hôi rất là khó chịu. Các bạn nhìn kết quả này. Ok luôn nhá. Ngoài ra nó có xử lý tốt bồn rửa mặt và bồn cầu nữa. Nhà anh em nào mà hay tắt thì tranh thủ múc vài gói nhá, đang rẻ. Đấy, rất tiện ích. Bột thông cống của Nhật Bản. Cùng xem đồ Nhật Bản nó khác gì cái đồ trôi nổi trên mạng không nhá. Để sử dụng thì anh em đổ cái bột này lên miệng cống và đổ thêm một ít nước ấm nữa rồi đợi khoảng tầm 30 phút nhá. Nguyên nhân cái cống nhà 8 lọ hay bị tắc ấy là do giấy rác với cả tóc nó bị mắc kẹt phía dưới lâu ngày nó gây mùi hôi rất là khó chịu. Các bạn nhìn kết quả này. Ok luôn nhá. Đó, giá chỉ 25.000 cho một lọ này thôi các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo bếp vàng nhá. Kéo bếp vàng hàng của Nhật đây. Đấy. Dòng này thì nó sẽ là một cái dòng kéo chuyên dùng trong nhà bếp này. Các bác có thể dùng trong nhà bếp cắt nem, cắt gà, cắt thực phẩm, cắt thức ăn. Đây, Japan các bác này. Đấy. Con này thì cắt cực kỳ là ngon luôn. Đây, đấy các bác thấy không? Cắt rất là ngon nhá. Đấy, các bác dùng để cắt thực phẩm, cắt gà, cắt cá. Nói chung là cắt nem. Thép SK5 không dỉ này, Japan các bác này. Đó. Con này thì bên shop gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 35.000 cho một chiếc kéo vàng như này các bác nhá. Kéo vàng, quay lên cho em là kéo bếp vàng, giá sẽ là 35k. Đó, kéo bếp vàng này. Kéo bếp vàng. Giá sẽ là 35.000 nhá. 35k một chiếc, bác nào mua combo 3 chiếc thì sẽ là 100.000. Đấy, 3 cái sẽ là bằng 100k cho các bác luôn. Đó. 100.000 cho 3 cái, còn mua lẻ thì chấp nhận 35.000 một chiếc giúp cho em nhá. Hoan hỉ 35.000 một chiếc các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái miếng dán thải độc chân. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng rất là xịn sò con bò cho các bác luôn. Một bịch này của nó sẽ bao gồm là 50 miếng nhá, 50 miếng. Giá bán thì chỉ bằng một bát phở thôi nhưng mà công dụng thì cực kỳ hữu ích luôn. Sẽ bao gồm cho các bác là một cái phần miếng dán và một gói thuốc như này. Đấy thì các bác cứ một gói thuốc, một miếng dán các bác dán trực tiếp lên gan bàn chân hoặc là lòng bàn tay để giúp cho các bác là khỏi lạnh lòng bàn chân bàn tay này rồi thải độc các cái độc tố ra nhá. Đây lên cho em là dán thải độc chân nhá. Dán thải độc chân này. Dán thải độc chân giá sẽ là 40k nhá. Giá chỉ có 40.000 cho một hộp 50 miếng này thôi. Chất công việc phải đứng và đi lại nhiều dẫn đến mỏi chân, tê chân do mạch máu không lưu thông được, dẫn đến tình trạng mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến sản phẩm miếng dán thải độc Bắc Kinh, em đã cải thiện được rất nhiều. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trông kinh chưa mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đó, giá thì chỉ có 40.000 thôi mà công dụng cực kỳ hữu ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là táo khô nhá, táo khô. Con này thì hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên cho em là táo khô nhá. Một bịch này của nó thì sẽ là 90k cho một bịch như này nhá, 90k cho một bịch như này. Đấy, hạt to, quả to đều đẹp cho các bác. Và bên shop bán thì nó sẽ là một bịch như này nhá, bán một bịch nguyên niêm phong như này, hàng nguyên niêm phong như này các bác này. Đấy, bên em bán theo combo một bịch như này, giá sẽ là 90k cho một bịch như này nhá, 90k cho một bịch như này. Quả to đều đẹp, chức năng chính thì các bác dùng để ăn trực tiếp này, hãm nước này, hoặc là các bác có thể dùng đa di năng được luôn, giá sẽ là 90.000 đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nồi, các bác lên mã giúp cho em đó là nồi lẩu mini nhá, nồi lẩu mini đó. Giá thì sẽ là 150.000 cho một con nồi lẩu mini này thôi. Giá chỉ có 150k thôi. Ở đây thì nó sẽ là một con nồi như này. Đấy, dung tích của nó thì nó sẽ là đây, thông số của nó đây các bạn này. Đấy. Dung tích của nó sẽ là điện 220V, công suất là 600W nhá. Dung tích của nó thì
nó vào khoảng là cái này thì nó vào khoảng là 1 lít gì đấy các bác này. Đấy, 1 lít. Đây. Đấy. Và có cho các bác là một cái khay hấp như này thì các bác có thể đặt lên đây để mình hấp này. Đấy, hấp rất là ok. Đấy thì các bác có thể dùng để mình hấp hoặc là ăn lẩu ăn niếc làm trực tiếp này, pha mì pha miếc, cáp của nó đây, cáp cắm nguồn này, đầy đủ các chi tiết cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái nồi lẩu mini như này, giá chỉ có cho các bác là 150.000 thôi, có hai số này, số 1, số 2 và đóng ngắt. Đấy. Con này thì tiện lắm, các bác dùng để pha mì rồi ăn lẩu, ăn gọi là các bác muốn ăn đồ ăn nóng mà ngại dùng những cái nồi lẩu lẩu to thì các bác cứ dùng con này chứ, nó rất là tiện. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất ưu đãi rồi. Lên cho em là nồi lẩu mini nhá. Đấy, nồi lẩu mini này. Nồi lẩu mini. Giá sẽ là 150k nhá, 150.000 cho cái nồi lẩu mini như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là một cái các bác lên đã giúp cho em đó là cái chảo chảo chiên ngập dầu nhá. Đấy, chảo chiên ngập dầu. Dung tích của nó thì con này nó sẽ là một cái dòng chảo của Nhật này. Đường kính của nó sẽ là 20 cm nhá, đường kính là 20 cm. Đấy, và có kèm cho các bác là một cái khay đây, một cái khay như này để các bác chiên xong thì mình để đồ lên đây. Giá chỉ có 100 cành thôi, có tráng đá chống dính nhá. Đấy, và các bác dùng để mình trao dầu, trao trao dầu mình trao tôm này, tôm hoặc là khoai tây với nhức đều ok hết nhá. Đấy, các bác dùng các cái món ngập dầu thì dùng cái này chứ, nó nhỏ gọn đây. Đấy, trao tôm trao nhức. Lên cho em đó là chảo ngập dầu nhá, chảo ngập dầu này. Chảo ngập dầu giá sẽ là chảo ngập dầu, giá của nó sẽ là 100k tròn nhá, chỉ có 100k thôi. Đấy, 100.000 cái chảo ngập dầu này rất là tiện ích luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con robot mini đây. Đấy, một cái con robot hút bụi như này, rất là tiện luôn. Đó, con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi thì em cũng giới thiệu nhanh thôi. Con này giá thì chỉ có 120 cành thôi, rất là tiện các bạn. Đấy, nhỏ gọn tiện ích nhá. Đây, nhỏ gọn tiện ích luôn. Khi mở ra này, khi mở ra thì đây nó sẽ là nguyên bản như này nhá, sạch sẽ nhá, sạch sẽ đẹp luôn nhá. Đấy, và bây giờ em sẽ bắt đầu là lắp vào để em chạy thử cho các bác xem và các bác cảm nhận được cái độ bụi của nó này. Đấy, nó hút bụi rất là nhanh luôn đây. Đây các bác này, đấy, bật lên. Đấy, ở đây nó có cái phần cản pin nhá, các bác tháo cái phần cản pin ra cho em. Đó, tháo cái phần cản pin ra cho em. Đấy, đây có cái phần cản pin này này. Đấy, các bác lưu ý là tháo cái phần cản pin này ra nhá. Đấy, máy chạy luôn. Đây. Đấy, tức là khi mà nó chạm vào đâu thì nó chạm vào vật thể thì nó sẽ quay đầu lại này. Đấy, chạy cực kỳ khỏe, hút cực kỳ là nhanh luôn. Con này thì giá chỉ có 120.000 thôi. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, các cái loại bụi to, bụi nhỏ, bụi lớn, bụi bé đều hút được hết nhá. Đấy, và khi chạm vào thì nó sẽ tự quay đầu trở lại nhá. Đấy, chạm vào vật thể thì nó sẽ quay đầu trở lại. Đấy, các bạn thấy không? Rất tiện nhá. Đấy, rất ngon lành cho các bác luôn. Rồi, bây giờ em sẽ cho các bác xem thực tế luôn là cái nó vừa hút được này. Đấy, đấy. Thực tế luôn này, bác này, đấy. Vừa chỉ có mấy giây thôi mà nó đã hút như này rồi các bác này. Đấy, chưa đến 30 giây mà nó đã hút vào nhiều bụi như này là các bác biết rồi. Đấy, mà những cái dòng bụi mịn như này thì các bác quét gần như là không thể quét được. Nhưng mà con này nó sẽ xử lý cho các bác các cái dòng bụi mịn là rất là tốt luôn. Đó. Và giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là robot hút bụi nha. Đấy, robot hút bụi. Giá sẽ là 120.000 cho con robot hút bụi này. Siêu tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy, các bác mua hàng thì có thể liên hệ tới các cái số hotline của bên em. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video lần sau. Xin chân thành cảm ơn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Đang gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Huấn Phạm nhá. Đấy. Thì đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ga mùa hè các bác nhé. Đấy, các bác lên cho em là ga mùa hè. Con này thì nó gọi là ga mùa hè thôi chứ con bác nằm thì mùa đông mùa hè đều nằm được cả, nhưng mà bên em nó cũng nhiều mã cho nên là em lên cái tên nó khác đi một chút. Bộ sản phẩm thì bên em sẽ có cho các bác là một loại là 1m6 2m và 1m8 2m nhá. Đấy, sản phẩm sẽ bao gồm là một cái ga này của nó là dòng ga điều hòa nhá. Mùa hè thì các bác nằm điều hòa là cực kỳ là mát luôn đó, mà nằm điều hòa là rất là mát. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu này, một mẫu là 1m6 2m và mẫu là 1m8 2m. Đấy, nó cũng như chiếu thôi, thì cái này nó là dòng ga. Đấy, thì ở đây nó sẽ có cho các bác là bốn cái đầu, là nó sẽ có cái đai như này thì các bác quặc lên cái đệm là xong. Còn nhà bác nào không có đệm thì
các bác cứ giải trực tiếp ra cho em đấy, các bác cứ giải trực tiếp ra cái giải trực tiếp lên trên chốc chiếu bình thường này, giải lên chiếu bình thường, hoặc là các bác có thể giải tùy ý để tùy theo cái nhu cầu và mục đích của mình. Thì cái này của nó thì các bác có thể giải trực tiếp ở trên thảm này, hoặc trên nền này, hoặc là đúng ra của nó là các bác nằm điều hòa thì mình sẽ nằm đệm, thì mình giải lên đệm là tốt nhất các bác nhé. Thì các bác lên cho em là ga mùa hè nhé. Đấy, ga mùa hè thì một bộ của nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái ga như này, một ga như này và một ga như này. Hàng thì nó sẽ là hàng điều hòa, giữ cho các bác là luôn luôn ở chế độ là mát nhá, sờ vào nó rất là mềm mịn và mát luôn, rất là sướng. Và các bác nằm thì các bác biết rồi, rất là ngon lành luôn. Kèm thêm cho các bác là một cái ga và hai cái vỏ gối. Vỏ gối của nó sẽ là kích thước của nó sẽ là 70 nhá. Đấy, 70 nhân với lại 40. 70 nhân 40 các bác. Đấy, rất là rộng luôn. Đấy. 70 nhân với 40 cái này nó phải tầm 45 gì đấy, rất là rộng, rộng đẹp đó. Và bên shop sẽ bán theo theo bộ. Đấy thì nó sẽ có là bộ 1 mét bộ 1 mét 62 mét và mét 82 mét nhá. Đấy. Nói chung là các bác chỉ cần bảo là lấy loại mét 6 hoặc mét 8 là được rồi. Thì nó chỉ có hai loại đấy thôi. Đấy, loại mét 6 và loại mét 8 nhá. Đấy. Các bác lên cho em đó là ga điều hòa nhá. Đấy, ga điều hòa này. Ga điều hòa loại 1,6 mét. 1,6 mét thì giá của nó sẽ là 290k nhá, 290.000 và bao ship. Và loại 1,8 mét thì giá của nó sẽ là 310.000 nhá, 310k và bao ship. Đấy, thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy nhá. Lấy 1,6 mét, 2 mét và 1,8 thì lấy mét 6 hoặc mét 8 tùy theo. Mét 6 sẽ là 290.000 và mét 8 sẽ là 310.000 cho cái ga điều hòa như này. Để các bác có thể sử dụng rất là tiện ích cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lấy dây tai đa năng thôi nhá. Đấy, các bác lên xem là lấy dây tai đa năng. Đây nó sẽ là một cái bộ lấy dây tai đa năng như này. Giá thì chỉ có 30.000 thôi, giá cực rẻ cho các bác luôn. Đựng trong cái hộp inox như này các bác có thể dùng để mình đeo vào móc khóa hoặc là dùng đa di năng luôn. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 2 này, 4 6 đầu như này. Đấy 2 4 6 đầu này các bác này. Đấy 6 đầu như này, có cả cái đầu lò xo này rồi cái đầu theo kiểu là xoắn như này và rất là nhiều các cái đầu khác nhau. Các bác có thể dùng để mình lấy dây tai này cho người già trẻ em đều ok hết. Các bác có thể treo vào móc khóa, ở đây nó sẽ có gioăng như này để chống nước rất là tốt luôn. Lên cho em lấy dây tai đa năng, giá sẽ là 30k nhé. Đấy. Lấy dây tai đa năng, giá sẽ là 30k cho một cái bộ lấy dây tai đa năng như này. Giá của nó sẽ là 30.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là vòi cái này là vòi bạc à? Cái này có phải vòi bạc không? Các bác lên cho em là vòi bạc xoay nhá. Đấy, nó màu bạc như này và nó có thể xoay được. Và con này của nó thì thân của nó là bằng hợp kim nhá, thân bằng hợp kim, rất là chắc chắn luôn. Thì các bác lắp kết nối vào các cái đầu cái vòi nước. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đấy, lên cho em là vòi bạc xoay. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000, 80k cho một cái đầu vòi xoay 360 độ này, rất là tiện ích luôn. Đó. Và có gioăng giết các thứ đầy đủ cho các bác luôn, có cả cà lê luôn nhá. Đấy, rất tiện ích. Giá thì rất là hợp lý cho bác rồi. Lên mã giúp cho em đó là vòi bạc nhá. Đấy, vòi bạc xoay 360 độ. Xoay 360 độ, giá thì sẽ là 80k nhá. 80.000. Đó, vòi bạc xoay 360 độ giá 80k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem đi các bác nhá. Đấy, các bác chỉ cần xoáy ra mình kết nối vào cho em là xong này. Đấy, rất là tiện nhá. Các bác có thể xoay để mình rửa này, hoặc là rửa mặt kỳ cọ đều là ok hết nhá. Đấy. Có ra đầu vòi hoa sen hoặc là đầu vòi một đầu một vòi như này, dùng để rửa mặt này, đánh răng, gội đầu đều ok hết, rất là tiện ích cho các bác luôn. Xoay 360 độ, hàng đẹp chất lượng. Đấy. Chất liệu bằng hợp kim nhá. Đấy, cực kỳ là sáng bóng, mạ chrome sáng bóng đẹp luôn. Xoáy cái đầu nó ra sau đó thì mình kết nối vào là mình sử dụng thôi. Tiện vô cùng luôn các bạn. Đấy. Rất là tiện ích nhá. Xoay đi xoay lại đảo chiều đảo hướng rồi ra các chế độ nước đều ok hết. Lên cho em là vòi xoay 360 độ, giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 trong con vòi xoay này thôi. Rửa mặt, gội đầu rồi lấy nước vào chậu đều ok hết nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đèn mang sông nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 cho một con đèn mang sông như này. Đấy, lô này bên shop về này, nó có cả màu đỏ đấy các bạn. Đấy, có cả màu đỏ. Hàng về thì nó sẽ về theo màu ngẫu nhiên, cho nên là bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, lô này về thì nó sẽ là màu đỏ các bạn. Màu đỏ và ánh sáng vàng này, rất là đẹp luôn. Con này các bác có thể dùng để mình làm đề co trang trí này. Đấy, đề co trang trí nhà hàng, khách sạn, phòng ăn, phòng ngủ, rồi nói chung là rất là nhiều. Sân vườn cũng đều ok hết. Ở đây nó có cái mái che như này rất là tiện, có quai đeo như này. Các bác dùng để đề co sân vườn này,
hoặc là các bác để trên bàn thờ rất là đẹp luôn. Đấy, trên bàn thờ ngày lễ ngày Tết này cúng dỗ các bác cho cái này lên cho em, vừa đẹp vừa sang vừa xịn vừa mịn. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 120 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông nhá. Đèn mang sông giá sẽ là 120k. Đèn mang sông giá sẽ là 120k trong con đèn mang sông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là một cái con đèn đây. Đây đây nó sẽ là một con đèn năng lượng 3 cánh nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn năng lượng như này. Có đầy đủ ốc điều khiển viếc cho các bác luôn. Và đây là một cái cáp của nó này. Đấy. Và đây là cái đèn các bác này. Đấy, cái đèn của nó đây. Đấy. Con này thì lưu ý các bác về các bác cắm cái kết nối vào đây cho em nhá. Và ban đêm thì đèn nó mới sáng nhá. Ban đêm thì đèn nó mới sáng. Đấy. Đây nó mô phỏng thì đơn giản như này thôi. Đấy, các bác bật cái này lên này, nó sẽ có cảm biến, có người đi qua đi lại thì nó sáng nhá. Và em phải che cái tấm pin này lên là nó sẽ sáng các bác này. Đấy, các bác thấy không? Tức là ban ngày thì nó sẽ là tự tắt tại vì là nó là đang sạc. Ban đêm thì trời nó tối là nó sẽ sáng. Và nó sẽ có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu. Nói chung con này rất là sáng luôn. Công suất mặc định của nhà sản xuất thì của nó là 200W các bác. Đấy, còn là nói chung là cũng rất là sáng nên em bật cho các bác này. Đấy, thì ban đêm các bác dùng nó rất là tiện. Giá thì chỉ có cho các bác là, các bác lên mã giúp cho em đó là đèn năng lượng 3 cánh nhá. Giá của nó sẽ là 100. Đèn 3 cánh thì bao nhiêu nhỉ? 180.000 nhá. 180k cho con đèn năng lượng 3 cánh như này. Có điều khiển ốc yếc các thứ đàng hoàng. Về nhà các bác chỉ lắp vào là sử dụng thôi. Nói chung là khá là tiện ích, combo đầy đủ chọn bộ sản phẩm như này cho các bác sử dụng nhá. Đèn năng lượng 3 cánh này. Đấy, 3 cánh, giá sẽ là 180k. Nó 180.000. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop về một cái mã rất là hot, đó là cái đèn đèn tinh dầu muỗi các bác nhá. Đấy, đèn tinh dầu muỗi. Đấy, đèn tinh dầu muỗi bên shop về cho các bác cái mẫu này, mẫu mới. Hàng của Nhật cực kỳ là tốt và an toàn cho các bác luôn. Hàng của thương hiệu Wenza của Nhật này. Đấy, Wenza của Nhật rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000. Đó. Các bác lên cho em là đèn tinh dầu. Đèn tinh dầu con này là con gì đấy? Con này con gì nhỉ? Thôi các bác cứ lên cho em là đèn tinh dầu muỗi nhá. Đấy. Đèn tinh dầu muỗi. Đó, đèn tinh dầu muỗi. Đèn tinh dầu muỗi, con này thì giá dòng bỏ anh cái dây xem. Tinh dầu muỗi này, giá của nó sẽ là 120k nhá, 120k cho cái đèn tinh dầu muỗi như này. Đây về nhà thì khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ có cho các bác là 4 lọ tinh dầu luôn, 4 lọ tinh dầu. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng và các bác cắm trực tiếp vào cái nguồn điện này cho em này. Đấy. Các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện này cho em là xong. Đó, đây, cắm nguồn điện này. Đấy, ở đây thì khi các bác nhấn công tắc này là nó sẽ lên này. Đấy, và các bác để này cho em thì nó sẽ tự hút cái tinh dầu này và hương nó sẽ bay ra và muỗi nó sẽ chết các bác nhá. Muỗi sẽ chết. Đấy, thì nó rất là, và con này thì dùng nó an toàn cho cả bà mẹ trẻ em luôn. Đấy, các bác dùng cho an toàn này. Đấy, dùng cho cả bà mẹ trẻ em đều ok hết nhá. Giá thì để phòng ngủ phòng yếc, dùng cho bà mẹ trẻ em đều ok hết. Hàng này hàng có tem kiểm định các thứ đàng hoàng. Lên mã giúp cho em đó là đèn sông tinh dầu muỗi. Đấy, đèn sông tinh dầu muỗi. Giá của nó sẽ là 120.000 cho một bộ sản phẩm như này, bao gồm là một thân đèn về cắm trực tiếp điện luôn, chỉ cần bật công tắc này là xong này. Đấy, không dùng thì các bác tắt cái công tắc này đi cho em. Và 4 lọ tinh dầu về nhà các bác xoáy cái nắp màu trắng này ra, sau đó xoáy lọ tinh dầu vào như em vừa đấy xoáy đấy. Thì lên mã giúp cho em đó là đèn tinh dầu muỗi nhá, đèn tinh dầu muỗi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 thôi. 120k cho một cái bộ này bao gồm là 4 lọ tinh dầu luôn. Một đèn 4 lọ tinh dầu các bác dùng cho em là hết một mùa hè luôn, hết một mùa hè luôn nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con massage 8B nhá, massage 8B. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái tẩu để các bác có thể cắm trực tiếp này. Đấy, cắm trực tiếp vào tẩu ô tô, hai là một cái nguồn để các bác cắm trực tiếp vào điện 220V. Đó. Thì nó rất là tiện. Các bác muốn dùng cắm điện trực tiếp cũng được mà muốn dùng mang lên ô tô cũng được. Đây. Và có công tắc này, các bác bật này cho em là chạy này. Đấy. Và nó sẽ có cả hồng ngoại luôn. Có hồng ngoại như này thì khi các bác dùng thì cái hồng ngoại này nó sẽ giúp cho các bác là làm nóng lên. Đấy, làm nóng lên và giúp cho đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn. Có cái phần đai này các bác đeo lên ô tô cho em. Giá thì bên shop đang gửi tới bác chỉ có 190.000 thôi. 190.000. Lên cho em là gối massage 8B nhá. Đấy, gối massage này. Gối massage 8B. Giá sẽ là 190k. Đó. Có cái loại kia không? Loại đâu bỏ này cho anh. Đấy, con này là 8B nhá. Con 8B là 190.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái loại 16B này. Lấy con ra. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác dòng sản phẩm đó là cái massage, bật cái quạt trần lên tí. 16B.
massage 16 bi nhá. Con này sẽ là 16 bi. Ở đây thì ở đây nó sẽ có cho các bác là các cái chế độ này. 1 2 3 4 5 chế độ và một cục nguồn này. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng 16 bi. Cái này thì nó sẽ công suất mạnh hơn một chút thì các bác có thể là dùng để massage bắp tay, bắp chân các bác để đùi lên đấy cũng được, chứ còn nằm lên người thì không nằm được đâu. Và các bác dùng cổ nhá, cổ vai gáy. Con này thì các bác chỉ để giường hoặc để ghế nhà thôi, chứ con này không đeo lên ô tô được, nó không có đai cho nên không đeo ô tô được. Con này sẽ là 16 bi và có các chế độ xoay vòng này, chế độ lượn sóng này, chế độ leo núi này, chế độ vòng tròn này. Đấy, rất nhiều chế độ khác nhau luôn. Nguồn ở đây. Con này thì nó không cắm ô tô cho nên nó không có tẩu, nó chỉ có cái nguồn như này thôi. Giá thì sẽ là 200 mấy nhỉ? 290.000 nhá. Lên cho em là gối massage này, gối massage 16 bi nhá. Đấy, có dòng 8 bi, dòng 16 bi. Con này sẽ là 290k, lệch nhau 100.000. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con tiếp tục một con massage nữa, đó là cái con massage cánh bướm nhá. Đấy, các bác lên xem đó là massage cánh bướm. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là mấy nhỉ? 45.000 cho một con massage cánh bướm như này. Ở đây thì rất là đơn giản thôi. Về nhà các bác bóc cái này ra cho em này. Đấy, bóc cái này ra cho em. Sau đó thì các bác gắn máy vào. Đây. Đây đây nó sẽ có cái máy như này. Các bác gắn vào đây cho em này. Đấy, gắn vào đây cho em. Và con này thì nó sẽ có sẵn dây sạc nhá. Về nhà các bác cứ ấn dấu cộng này là máy sẽ lên này. Đấy, và dấu trừ là máy tắt này. Con này thì nó hết pin rồi. Về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đấy, con này thì đang bị hết pin. Về nhà các bác sạc pin vào cho em. Sau đó thì các bác cần massage chỗ nào thì các bác dán lên. Đấy, các bác dán lên cho em. Đấy thì nó sẽ giúp cho các bác là massage đã thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ tốt luôn. Giá thì chỉ có 45k thôi. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem nhé. Con này dùng nó rất là tốt luôn. Đây các bác này, đấy chỗ nào mà đau nhức mỏi thì các bác dùng con này các bác ấy vào cho em. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Đó, đây. Các vai này rồi bắp tay, bắp chân, bắp đùi này. Con này thì nó rung rất là mạnh luôn và nó có cả xung điện luôn. Đấy các bác thấy không? Vừa rung vừa xung điện luôn, dùng thì cực kỳ là tốt và an toàn luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái phao nước này. Đấy, lên cho em là phao nước. Con này thì sẽ là 70.000 cho một con phao nước như này. Con này thì đơn giản thôi, các bác bỏ hết các cái phao cơ truyền thống đi, dùng cho em con phao này, cực kỳ là tiện dụng và an toàn luôn. Và đơn giản thôi, nước cứ ngập lên 1 cm là phao sẽ đóng nước. Đấy, nước sẽ tự đóng. Giá thì chỉ có 70.000 thôi. Lên cho em là phao nước nhá. Đấy, phao nước 70k, dùng rất là tiện. Các bác dùng những cái phao cơ kia thì lắp đặt nó vừa khó mà dùng cảm giác nó không được an toàn đâu nhá. Lên cho em là phao nước, giá sẽ là 70k. Đó. Phao nước 70k trong cái phao nước như này các bác, 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái keo dán giày nhá. Đấy, keo dán giày thì con này nó sẽ là một cái dòng keo tan chậm như này, chuyên dùng để các bác dán giày, dán vải, dán quần áo rất là tiện này. Đó, chủ yếu là dán giày cho em rất là tiện. Giá thì chỉ có cho các bác là con này bao nhiêu nhỉ? 15k nhá. Đấy, 15k cho một lọ keo dán giày như này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu kim như này các bạn. Một cái đầu kim như này thì khi các bác dùng là nó rất là an toàn này. Đấy, không lo bị ấy này, không lo bị tụt cái đầu kim này ra nhá. Rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 15k. Đó, rồi ok. Hello các bác nhé, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc bom hàng, nhận hàng kiểm tra cùng với ship nhá. Bên em là yêu cầu là các bác phải nhận hàng phải kiểm tra. Còn nếu không kiểm tra lỗi lầm hoặc hỏng hóc thì các bác phải tự chịu trách nhiệm. Bên em sẽ không trách nhiệm khi mà các bác đã nhận hàng rồi. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên em thì ship code toàn quốc nhé. Đấy, từ 200.000 lên bên em đã bao ship rồi. Đấy, con vật mũi nhé. Đấy, các bác lên cho em là vật đứng. Ở đây thì nó sẽ kèm một cái đế sạc như này. Về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình cho em. Đó, cắm củ sạc điện thoại nhà mình cho em nhé. Là ok. Đó, đây các bác bật lên cho em này. Đấy, thì ở đây nó sẽ là có một cái đèn hồng ngoại như này để nó thu hút con muỗi nó bay vào nhá. Thu hút con muỗi bay vào. Và con muỗi bay vào là nó sẽ bị chập luôn các bạn. Đấy, muỗi bay vào nó sẽ bị chập luôn. Các bạn thấy không? Đấy. Quánh điện thành tách luôn nhá. Quánh điện rất là khỏe luôn. Thì nó sẽ có chức năng là bắt muỗi tự động này. Đấy, và vật muỗi này, vật muỗi thì các bác dùng vật như bình thường. Đây, công tác đây các bác vật như bình thường nhá. Đây. Đấy, các bác vật như bình thường chứ nhá. Đấy. Còn khi nào bắt muỗi tự động thì các bác đẩy cái đèn này lên là nó sẽ lên đèn để các bác bắt muỗi tự động. Nhưng mà lưu ý các bác là khi bắt muỗi tự động thì mình phải cắm đế sạc vào nhá. Đấy thì mới được lâu. Đấy, tại vì cái pin này của nó dung lượng pin nó vừa phải thôi. Đó. Các bác lên cho em đó là vật đứng nhá. Bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là vật đứng, giá sẽ là 130.000 cho một em vật mũi đứng như này. Đấy, giá thì giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Đấy, giá thì nói chung là giá khá là hạt rẻ và hợp lý nhá. Lên cho em là vật đứng này, đó.
vật đứng giá sẽ là 130k nhé, 130k cho em vật đứng như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thuốc trị cái này là cái gì đấy nhỉ? Cái này thì là một cái dòng sản phẩm chuyên trị hôi chân hôi nách nhá. Đấy, hôi chân hôi nách, bác nào mà bị hôi chân này rồi hôi nách này thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, dùng cái này cho em. Cái này thì các bác cứ nhỏ trực tiếp 1-2 giọt vào cái vị trí nào mình cần sử dụng thôi là ok nhá. Đấy, chuyên trị hôi chân hôi nách cho em, cực kỳ hiệu quả luôn. Giá thì sẽ là 50.000 cho một lọ hôi chân hôi nách như này nhá. Đấy, 50.000 cho một lọ hôi chân hôi nách như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật nhá. Các bác dùng thì cực kỳ là an toàn luôn. Đó. Và giá thì sẽ là 50k, lên mã giúp cho em đó là hôi chân hôi nách, giá sẽ là 50.000 cho một lọ như này. Tiếp theo thì nay bên shop hôi chân hôi nách nhá, giá sẽ là 50k cho một lọ như này các bác này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình, các bác lên mã giúp cho em đó là bình thể thao nhá, bình thể thao. Đấy, mùa hè đến nơi rồi. Đấy, bắt đầu thời tiết nóng rồi thì các bác mang nước đi để mình uống cho nó an toàn. Đấy. Dung tích của nó sẽ là sử dụng inox 316 và dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá, 1 lít. Đấy, dung tích là 1 lít này, có lưới lọc luôn. Đấy, inox 316 cực kỳ an toàn luôn. Đây, Su 316 các bác này. Đấy, rất an toàn luôn nhá. Và giá thì cực kỳ tốt cho các bác luôn. Chỉ có 80.000 trong cái bình thể thao như này thôi. Đấy, có nắp đậy, có lưới lọc cho các bác hàng hoàng, các bác có thể dùng pha trà, pha cà phê. Đây, màu thì rất là đẹp. Và ưu điểm của con này nó có quai sách nha, các bác có thể đeo trên xe đạp, xe máy, ô tô, mang đi học, đi chơi, đi làm đều ok hết. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá siêu tốt luôn. Chỉ có cho các bác là một cái con bình thể thao như này, chỉ có 80.000 thôi. Dung tích của nó là 1 lít. Lên mã giúp cho em đó là bình thể thao nhá, bình thể thao này. Bình thể thao. Đấy, bình thể thao giá sẽ là 80k một chiếc nhá, 80k trong chiếc bình thể thao như này. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác cái mẫu bình đó là cái bình tông nhá, bình tông. Con này thì hàng của Nga nhá, hàng của Nga. Dung tích của nó là 2 lít. Đấy, con này dung tích của nó là 2 lít luôn. Trông nó dẹt dẹt như này thôi nhưng mà dung tích của nó khá là lớn luôn. Và nắp của nó là nắp chống mất nhá, chống mất, nó đai vào đây rồi. Các bác dùng an toàn, có gioăng. Các bác có thể dùng để mang nước đi học, đi chơi, đi làm. Đấy, đi du lịch, đi phượt. Đấy, đều ok hết. Hoặc là các bác dùng để đựng rượu, mang rượu đi nhậu, mang rượu từ nhà đi, nó rất là an toàn. Có một cái bao da như này các bác bỏ vào đeo, vừa sang xịn mịn vừa lịch sự. Hàng của thương hiệu CCP của Nga nhá. Đấy, hàng của Liên Xô. Đấy, đây, rất là đẹp này, CCP đây. Đấy, lên cho em là bình tông 2 lít nhá, giá chỉ có 130.000 thôi. Đó. Lên mã giúp cho em đó là bình tông 2 lít này. Đấy, bình tông 2 lít giá sẽ là 130k nhá, 130.000 cái bình tông nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ quần áo mưa đây. Thì nó sẽ là một cái bộ quần áo mưa như người ta mặc như này. Đấy, như người ta mặc như này các bác này. Đấy, bộ quần áo mưa, hàng VIP 1 nhá, hàng VIP 1. Hàng chất lượng cao VIP 1 cho các bác luôn. Đấy. Đấy. Size của nó thì là size XL, size to. Các bác mặc là đều vừa hết. Và chất liệu của nó thì các bác biết rồi, nó sẽ là bên trong bằng vải và bên ngoài thì nó sẽ là phủ bạt nhá. Đấy. Bên trong bằng vải và bên ngoài nó phủ bạt nên các bác dùng cực kỳ là ngon luôn này các bác. Đấy. Đây. Hàng thì đúng như người ta mặc luôn. Đó. Khóa kiếc các thứ đàng hoàng nhá. Dây đeo dây điếc đàng hoàng. Đó, đây. Các bác này, đấy. Chất liệu thì khỏi phải bàn rồi. Đấy. Rất chất lượng cho các bác luôn. Hàng này thì mặc vừa ấm vừa là tiện dụng an toàn luôn. Đây. Đấy, rất là tiện dụng nhá. Đó. Giày dẫn chắc chắn ngon lành cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ hợp lý luôn. Một cái bộ quần áo mưa như này, giá chỉ có 195.000 thôi, 195.000. Cái này nếu các bác ra ngoài cửa hàng mà mua họ sẽ bán cho các bác khoảng 300.000 nhá, khoảng 300.000. Đấy, nhà nào bán rẻ nhất thì cũng phải 250, còn không thì họ sẽ phải bán cho các bác là 300.000. Nhưng mà riêng bên em thì bán cho các bác giá cực tốt luôn, 195k. Lên xem là bộ quần áo mưa nhá, 195.000. Tiếp theo thì hai bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái Bích nhá. Đây cái áo mưa choàng các bác này. Con này thì sẽ là 100.000 cho một cái áo mưa choàng như này. Đấy, 100.000 một chiếc nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái áo mưa choàng. Thì con này nó rất là tiện luôn. Đây. Đấy, ở đây thì có bao đựng cho các bác luôn. Đấy. Đây nó sẽ có một cái bao đựng như này. Đấy, một cái bao đựng như này rất tiện ích này. Và đây nó sẽ làm cái áo mưa choàng nhá. Đây. Khi các bác choàng vào nó sẽ như trên hình ảnh như này. Đấy các bác này. Đấy. Công ty áo mưa Thành Nam. Đấy, hàng chất lượng cao cho các bác luôn, hàng Việt Nam chất lượng cao. Đó. Khi các bác mặc vào thì đúng như này nhá, có cả che mắt này, có cả nhìn kính giếc đầy đủ cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 100k thôi, 100.000 cho cái bộ áo mưa choàng như này. Con này nếu mà các bác mua ngoài thị trường họ sẽ bán cho bác khoảng 150 đến 200 nhá. Đấy. Lên cho em là áo mưa choàng nhá. Áo mưa
choàng này. Đó, áo mưa choàng giá sẽ là 100k cho một bộ như này thôi. 100.000 cho bộ áo mưa choàng như này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thắt lưng cá sấu nhá. Đây, thắt lưng cá sấu các bác này. Đấy, thắt lưng cá sấu không hộp. Con này giá chỉ có 80k một chiếc thôi. Mặt của nó này, mặt của nó là mặt đúc này. Khóa của nó thì khỏi bàn rồi. Đấy, đường kim mũi chỉ cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, chất liệu của nó này. Đây. Đấy, rất đẹp các bác nhá. Đó, khóa rất là ngon luôn. Con này thì bên shop thanh lý cho các bác cái giá chỉ có 80.000 cho con thắt lưng cá sấu như này thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng cá sấu nhá. Giá sẽ là 80.000, 80k cho một con thắt lưng cá sấu như này. Đấy. Lên cho em là cá sấu không hộp nhá. Cá sấu không hộp giá sẽ là 80k. Đấy. 80.000 cho một con cá sấu không hộp này thôi. Giá rất rẻ các bạn, rất rẻ luôn. Đó, cực kỳ rẻ luôn các bạn. Đấy. Rất rẻ và rẻ, cực kỳ rẻ luôn. Chỉ có 80.000 cho một con thắt lưng như này thôi. Rất đẹp luôn. Đấy các bạn này. Đấy. Đây, đấy. Rất đẹp các bác nhá. Mà giá chỉ có 80.000. Mặt đúc liền này, khóa khiếc cực kỳ ngon luôn. Màu sắc đẹp trang nhã, nam nữ già trẻ lớn bé đều dùng được hết nhá. Rất tiện ích luôn. Giá chỉ có 80k thôi. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bộ 5 đĩa tròn nhá. Đấy, 5 đĩa tròn. Hàng thương hiệu Winling của Đức này. Đấy, Winling của Đức. Lên cho em là bộ 5 đĩa tròn, giá chỉ có 120.000 thôi. Các bác có thể dùng để mình ăn lẩu này, hoặc là dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết. Đấy, hàng rất đẹp. Hàng đẹp dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Lên cho em là bộ 5 đĩa tròn nhá. Bộ 5 đĩa tròn. 5 đĩa tròn này, đó, bộ 5 đĩa tròn. Giá sẽ là 120k nhá. 120.000 cho 5 cái đĩa như này. Tính ra là vào chỉ có 25.000 thôi. 25.000 cho một cái đĩa như này. Hàng to dày dẫn chắc chắn, các bác chả đi đâu mà mua được một cái bộ đẹp như này đâu. Đó, hàng thương hiệu Winling của Đức, hay hình người đây. Đấy, lên cho em là bộ 5 đĩa tròn, giá sẽ là 120.000. 120.000 thôi. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái băng keo điện, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật. Thì đây nó sẽ là một cái dòng băng keo như này, hàng made in Japan qua này. Đó, made in Japan. Đều là hàng nội địa Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó, made in Japan nhá. Dòng này của nó thì siêu dai, siêu dính, siêu mỏng luôn. Thì các bác dùng nó rất là da. Đấy. Dai, dính, mỏng và dùng thì nó rất là da. Đấy các bác thấy không? Đó. Dòng này thì các bác biết rồi, rất là dính các bác này. Đây, rất dính luôn. Giá thì sẽ là 10k cho một quận như này nhá. Đấy. Bên shop bán lẻ thì nó sẽ là 10k cho một quận như này, 10.000 cho một quận như này. Còn các bác mua cân thì sẽ là 80k một cân nhá. Đấy. 80.000 trên một cân. 80k trên 1 kg. 1 kg của nó thì nó sẽ được khoảng là từ 7 đến 10 quận. Đấy, còn các bác mua lẻ thì bên shop sẽ bán cho các bác là 10.000 một quận như này nhá. 10.000 một quận như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Hàng đầy đủ màu sắc. Đấy, màu xám, màu vàng, màu đỏ, màu xanh, màu đen. Giá thì rất là tốt cho bác luôn. 10k cho một quận như này thôi. Đấy, đây là một cân này. Một cân này của nó thì nó sẽ là vào từ 7 đến 10 quận nhá. Và bên em nhặt đủ màu cho bác luôn. 80.000 cho một cân. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thước rút tự hãm nhá. Đấy, các bác lên cho em là thước rút tự hãm này. Bên em có dòng 5m và dòng 7m rưỡi nhá. Đấy. 5m và 7m rưỡi. 5m thì giá sẽ là 40.000 và 7m rưỡi là 50.000. Đấy. Thước rút tự hãm. Đấy, rút ra nó sẽ tự hãm, còn các bác nhả này nó sẽ vào, rất là tiện. Đây, hàng nội địa của Nhật này, Japan này. Đó. Giá thì cực kỳ tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là thước rút tự hãm nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, đấy, con dòng 5m này thì sẽ là 40k. Đấy. 5m là bằng 40k này. Đấy, còn là 7,5m này, 7,5m thì sẽ là 50k. Đó, giá rất hợp lý luôn. Chỉ có 40-50.000 trong cái thước như này thôi. Đấy. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái mẫu dao dọc giấy này. Đây. Dao dọc giấy đây. Con này thì bán lẻ thì sẽ là 15.000, còn mua từ 3 cái thì em sẽ tính cho bác 10.000 một chiếc. Đấy. Bán lẻ là 15.000, mua từ 3 cái thì sẽ là 10.000 một chiếc nhá. Đó. Lên mã giúp cho em. Đó là dao dọc giấy các bác nhá. Dao dọc giấy bán lẻ là 15.000 một chiếc. Đấy, và mua số lượng từ 3 cái trở lên thì sẽ là 10.000 một cái. Rồi, ok.